Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 90. Tiểu đệ đệ, đừng suy nghĩ miên man bậy bạ, tỷ tỷ nói thật cho ngươi biết, tu vi của tỷ tỷ là cảnh giới đại thừa kỳ, cho nên ngoan ngoãn ngồi xuống nói chuyện với tỷ tỷ, yên tâm tỷ tỷ không ăn ngươi, ha ha ha. Lâu Hải Đường nói xong cười khanh khách, nhưng lại làm Dương Bách Xuyên không rét mà run. Đại thừa kỳ. Đây chính là cảnh giới sau độ kiếp kỳ, gần như là cảnh giới cao nhất của tu chân giới, bước tiếp theo chính là cảnh giới phi thăng, có thể thành tiên. Thực sự không ngờ được Lâu Hải Đường lại là đại thừa kỳ, trách không được hắn không cảm nhận được sự dao động linh khí trên người nàng ta. Với tu vi hiện giờ của hắn, hắn không cảm nhận được cũng đúng, cũng không dám dùng linh thức dò xét. Còn có sự thay đổi chóng mặt của Lâu Hải Đường trong lúc đàm phán làm Dương Bách Xuyên e ngại trong lòng. Một giây trước còn lạnh băng, một giây sau gương mặt lại tươi cười nở hoa như tắm mình trong gió xuân, thực sự là một người thần kinh phân liệt. Loại người này rất khó có thể nắm bắt, không dễ tiếp xúc, không cẩn thận lại bị giết lúc nào không hay. Nghe thấy nàng ta bảo hắn gọi mình là tỷ tỷ, ngược lại nàng ta gọi chính mình là tiểu đệ đệ, thật sự, rất sợ hãi. Dương Bách Xuyên cũng thành thật, đứng trước tu vi của nữ nhân này vẫn nên cẩn thận một chút. Không thể có tâm tư khác. Việc đã đến nước này Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, đơn giản chỉ là vấn đề mình có lấy ra được linh thạch hay không, hắn cũng đã nghĩ sẵn vấn đề này trong đầu rồi. Lâu Hải Đường mở miệng nói, vậy mới đúng, ngoan ngoan nghe lời mới tốt, tâm sự với tỷ tỷ một chút. Khụ khụ, tiền bối, Dương Bách Xuyên mở miệng muốn nói tiếp về chuyện linh thạch, kết quả vừa mới nói được hai chữ đã bị Lâu Hải Đường lạnh giọng đánh gãy. Gọi là gì hả? Sắc mặt Lâu Hải Đường thay đổi bất thường. Tiểu tỷ tỷ, Dương Bách Xuyên nhìn thấy nàng ta thay đổi sắc mặt, vội vàng sửa miệng. Vậy mới đúng chứ, Lâu Hải Đường lại nở nụ cười. Lúc này trong lòng người nào đó như có 1000 con ngựa chạy qua, giận mà không dám nói gì. Chỉ nghe Lâu Hải Đường nói, sư môn của ngươi ở đâu? Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. Sư phụ của vãn bối là một tán tiên, không có sư môn, nhưng sư phụ ta có một đệ tử là sư tổ khai phá tinh thần môn. Dương Bách Xuyên nói thật, dù sao người biết về sư phụ có lẽ cũng không nhiều, nhưng chuyện về tinh thần môn thì cha sẽ biết ngay, hơn nữa lúc tiêu diệt Linh Thiên Kiếm Tông, hắn tự xưng là sư thúc tổ của tinh thần môn, Lâu Hải Đường chỉ cần cho người đi cha sẽ biết rõ việc này đúng hay sai, không cần thiết nói dối. Nghe Dương Bách Xuyên nói, Lâu Hải Đường ngẩn người một lúc. Thân là lâu chủ của Tửu Lâu tinh thần, chuyện xảy ra ở trên đại địa tinh thần, làm sao nàng ta lại không biết được. 5000 năm trước, tinh thần môn mới là tông môn đứng đầu trên đại địa này, nhưng sau đó lại bị Thiên Nguyên Tông tấn công phải phong ấn núi. 5000 năm sau tinh thần môn lại rời núi, nghe nói chuyện Thiên Nguyên Tông bị diệt môn có liên quan đến tinh thần môn. Nàng ta cũng nghe nói có 5 tông môn cấp 2 đi tấn công tinh thần môn, kết quả tất cả đều chết ở cửa của tinh thần môn, thi thể bị chồng lên nhau. Hiện tại Dương Bách Xuyên nói như vậy, hình như giống với tin tức nàng ta nhận được 90%, tất nhiên điều Lâu Hải Đường quan tâm không phải cái này, tinh thần môn có rời núi hay không không quan trọng là nàng ta muốn biết chi tiết về Dương Bách Xuyên, có phải là đệ tử của thế lực đứng đầu hoặc thánh địa nào đó hay không. Nghe Dương Bách Xuyên nói hắn không phải đệ tử của thế lực hoặc thánh địa đứng đầu nào đó mà là đệ tử của một tán tiên, quan trọng là câu cuối của hắn. Sư tổ lập lên tinh thần môn, tinh thần tử chính là đệ tử của sư phụ hắn. Trên đời này có ai không biết sư tổ lập nên tinh thần môn, tinh thần tử? Hoàn toàn có thể nói thành tinh thần bây giờ và trăm vạn núi non trên đại địa này đều là tinh thần tử khai sáng ra. Những điều này nàng ta cũng nghe qua, tinh thần tử là một cường giả chân chính, đáng tiếc đã biến mất mấy ngàn năm, mà những lời vừa rồi của Dương Bách Xuyên tương đương với việc tinh thần tử và hắn là sư huynh đệ đồng môn. Có thể dạy ra được tinh thần tử là nhân vật cỡ nào? Lâu Hải Đường không thể tưởng tượng được, hơn nữa nhìn ánh mắt của Dương Bách Xuyên cũng không giống như đang nói dối, ngay lập tức trong lòng cũng trở nên thâm trầm. Mặc dù tiểu tử này không xuất thân từ thế lực đứng đầu hay thánh địa nào, nhưng nếu sau lưng hắn thật sự có một sư phụ tán tiên cường đại, vậy thì không dễ đối phó. Ở trong lòng Lâu Hải Đường, nàng ta chỉ quan tâm vấn đề sư thừa của Dương Bách Xuyên. Chỉ để chứng thực xem hắn có thể lấy ra được 8 vạn linh thạch thượng phẩm hay không,
nếu Dương Bách Xuyên xuất thân từ thế lực đứng đầu hay thánh địa nào đó, như vậy 8 vạn linh thạch thượng phẩm chỉ là muỗi. Nhưng nếu không phải, hắn không thể lấy ra được 800 vạn linh thạch trung phẩm cung cấp ra, nghĩa là hắn đang trêu đùa Tử Lâu tinh thần. Ban đầu sau khi nghe thủ hạ quản sự báo cáo tình huống của Dương Bách Xuyên, Lâu Hải Đường cũng không tin Dương Bách Xuyên có thể lấy ra được 8 vạn linh thạch thượng phẩm, hạ quyết tâm tìm Dương Bách Xuyên để hỏi, nếu không lấy ra được, vậy nàng ta sẽ cho tiểu tử này biết thế nào là lễ độ. Nhưng hiện tại lại nhảy ra một sư phụ có khả năng cao là tán tiên cao giai, trong lòng Lâu Hải Đường có chút do dự. Không lẽ buông tha cho tiểu tử này? Nếu buông tha, Tử Lâu tinh thần của nàng ta còn dừng chân ở thành tinh thần kiểu gì? Hơn nữa Tử Lâu tinh thần chỉ là một chi nhánh nhỏ của tổng bộ, trên Lâu Hải Đường còn có thương hội Nhật Nguyệt tinh thần cường đại, nếu để Dương Bách Xuyên chiêu chọc Tử Lâu tinh thần, tương đương làm hỏng bôi đen danh tiếng của thương hội Nhật Nguyệt tinh thần, đây không phải là điều Lâu Hải Đường muốn nhìn thấy. Nghĩ đến đây trong lòng Lâu Hải Đường có quyết đoán, trực tiếp hỏi đáp án của tiểu tử này. Nếu không lấy ra được linh thạch, chắc chắn sẽ cho hắn biết mặt, vì danh dự của thương hội Nhật Nguyệt tinh thần, đắc tội một tán tiên cường đại cũng không sao cả, thương hội Nhật Nguyệt tinh thần không phải ăn chay. Trầm mặt híp mặt trực tiếp hỏi Dương Bách Xuyên, tiểu đệ đệ, đây là bảo vật ngươi tiêu phí 8 vạn linh thạch trung phẩm lấy được, hiện tại tỷ tỷ đưa cho ngươi, mặc kệ đồ vật có phải chí bảo hay không, Tử Lâu chúng ta làm buôn bán chỉ chú trọng hai chữ danh dự, sẽ không bởi vì ngươi kiểm tra ra không phải báu vật mà đổi ý không bán, hiện tại chúng ta tính tiền. Ngươi ủy thác Tử Lâu chúng ta bán đấu giá hai loại đan dược, tổng cộng bán được 49 vạn linh thạch trung phẩm, phí dụng trừ đi 2 phần, Tử Lâu chúng ta trả lại cho ngươi 39 vạn linh thạch trung phẩm. Ngươi lấy được một gốc cỏ tử kim giá 1 vạn, mua 4 tiểu hồ yêu giá 5 vạn linh thạch trung phẩm, sau khi trừ đi, Tử Lâu chúng ta trả lại cho ngươi 33 vạn linh thạch trung phẩm đúng không, có phải số lượng này hay không? Dương Bách Xuyên gật đầu trả lời, không sai. Được, tiếp theo chúng ta nói đến hắc thạch ngươi tranh được, 8 vạn linh thạch thượng phẩm, tương đương 800 vạn linh thạch trung phẩm. Trừ đi 33 vạn lượng ngàn, thôi, tỷ tỷ ưu đãi, làm tròn trừ đi 34 vạn linh thạch trung phẩm, ngươi phải trả cho chúng ta 760 vạn linh thạch trung phẩm, ngươi trả bằng linh thạch trung phẩm hay thượng phẩm đều như nhau, tỷ tỷ rất dễ nói chuyện, bây giờ tính tiền giao dịch đi. Sau khi nói xong Lâu Hải Đường mỉm cười nhìn Dương Bách Xuyên, vươn một bàn tay trắng nõn ra. Lúc này Dương Bách Xuyên lại thấy được sự nghiền ngẫm trong mắt của Lâu Hải Đường, biểu lộ rõ không tin mình có thể lấy ra được 8 vạn linh thạch thượng phẩm. Từ biểu tình kia, Dương Bách Xuyên nhìn ra được, nếu chính mình không lấy ra được 8 vạn linh thạch thượng phẩm, Lâu Hải Đường sẽ không nói chuyện thoải mái như vậy. Nhưng, hắn thật sự không có. Nhìn bộ dáng duỗi tay đòi tiền của Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, cái đó, tiểu tỷ tỷ, ta không có. Lâu Hải Đường bị đơ người trước lời nói trực tiếp của Dương Bách Xuyên. Không có, ha ha ha, Lâu Hải Đường cười ha ha, cả người quay cuồng trên trường kỷ. Làm cho Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy được một cặp chân thon dài có thể chơi cả đời, lập tức mặt đỏ bừng, quay đầu đi không dám xem. Lâu Hải Đường cười liên tục, Dương Bách Xuyên cũng không dám đánh gãy tiếp cười của nữ nhân này, vô cùng xấu hổ đứng ở một bên. Vài phút sau, đột nhiên tiếng cười của Lâu Hải Đường im bặt, ngồi thẳng người, xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, khuôn mặt vô cùng tinh xảo dán gần sát vào Dương Bách Xuyên, sau đó lạnh lẽo mỉm cười nói, tiểu đệ đệ thật đáng yêu, không có linh thạch cũng dám trêu chọc Tử Lâu tinh thần của chúng ta, hoặc ngươi đang trêu chọc tỷ tỷ. Có tên tỷ tỷ băm ngươi thành nhân thịt đút cho yêu thú hay không? Rõ ràng Lâu Hải Đường mỉm cười nhưng nghe giọng nói của nàng ta lại như rơi vào hầm băng, hơn nữa bị sát ý bao phủ lên người làm Dương Bách Xuyên cảm thấy rất khó thở. Lúc này hắn biết chỉ cần nữ nhân này động một ngón tay hắn sẽ thần phi phách tán. Thật sự quá cường đại. Tu vi của tu sĩ đại thừa kỳ không thể tưởng tượng được. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo đầy sát ý của Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên gian nan nói, tin, nhưng tiểu tỷ tỷ có thể cho ta nói một câu không? Vụt. Giây tiếp theo Lâu Hải Đường biến mất không thấy. Dương Bách Xuyên nhìn thấy nàng ta đã ngồi lên giường nệm. Đây là thần thông thuấn di. Dương Bách Xuyên nhớ lại sư phụ đã từng nói về tu sĩ đại thừa kỳ trong truyền thừa.
chỉ có tu vi đạt đến đại thừa kỳ mới có thể sử dụng thần thông thuấn di, nhìn tên đoán nghĩa, di động trong nháy mắt, chỉ trong một suy nghĩ có thể đi đến bất cứ nơi nào. Nói, đừng nói tỷ tỷ không cho ngươi cơ hội, không cho ta một đáp án vừa lòng, tỷ tỷ sẽ không quan tâm ngươi có phải có sư phụ là tán tiên hay không, băm ngươi đút yêu thú. Lâu Hải Đường híp mắt nói chuyện, sát ý vòng tới vòng lui trên người Dương Bách Xuyên, không chút che giấu. Nói thật, Dương Bách Xuyên bị Lâu Hải Đường nhìn chằm chằm, chỉ trong nháy mắt sau lưng hắn chảy đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa lúc này Lâu Hải Đường không thèm che giấu sát ý, thả sát ý bao phủ lên người hắn càng làm cho Dương Bách Xuyên kinh hồn táng đảm. Hít một hơi thật sâu, Dương Bách Xuyên nhìn Lâu Hải Đường nói, mặc dù ta không lấy ra được 8 vạn linh thạch thượng phẩm, nhưng ta cũng không có ý trêu chọc tử lầu của các ngươi, nếu tử lầu của các ngươi làm buôn bán, nghĩa là ngoại trừ linh thạch, có thể dùng thứ khác ngang giá để đổi đúng không? Lâu Hải Đường sửng sốt nói, vậy phải xem ngươi có thể lấy ra được gì? Phương pháp luyện chân đan hóa linh, phương pháp luyện đan đan triều nguyên, ta dùng phương pháp luyện đan để giao dịch, được không? Dương Bách Xuyên nói ra biện pháp đã nghĩa sẵn từ trước để giải quyết. Vốn dĩ cho rằng Lâu Hải Đường sẽ đồng ý, không nghĩ đến lần này Dương Bách Xuyên nghĩa sai rồi, hoặc nói cách khác dự đoán sai giá trị của phương pháp luyện đan. Chỉ nghe Lâu Hải Đường nói, tiểu đệ đệ, người bị ngốc hả? Hay ngươi cho rằng tỷ tỷ khờ? Hai loại đan dược hôm nay của ngươi không tồi, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Chân đan hóa linh còn tạm được, luyện đan sư bình thường có thể luyện chế ra được, nhưng đan triều nguyên là đan dược cao cấp, ở tu chân giới. Người có thể luyện chế ra được đan dược cao cấp có ai không phải là tông sư. Tông sư luyện đan đều là một sự tồn tại vô cùng cao quý, cũng chỉ có một vài thế lực đứng đầu hoặc thánh địa mới có luyện đan sư cấp bậc tông sư, cho dù thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần chúng ta cũng chỉ có được một vị luyện đan tông sư, hiện tại đang trấn giữ ở tổng bộ, người nói người đưa phương pháp luyện đan cho ta có tác dụng gì. Mặc dù phương pháp tốt, nhưng không phải luyện đan sư nào cũng có thể luyện chế ra được. Trừ khi ngươi bán luyện đan sư đứng sau ngươi cho ta, ha ha, có thể gán nợ, thế nào? Dương Bách Xuyên nghe Lâu Hải Đường nói, trợn trắng mắt, hắn cũng không nghĩ đến Lâu Hải Đường sẽ nói như vậy, thì ra ở giới tu giả, luyện đan sư cũng rất khan hiếm. Nghĩ lại cũng đúng, có phương pháp luyện đan không có luyện đan sư cũng uổng phí, hơn nữa có vài phương pháp không phải luyện đan sư nào cũng có thể luyện chế ra được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa dược liệu tìm không đồng đều cũng sẽ vô dụng, Lâu Hải Đường nói cũng không sai, còn việc nàng ta nói đến luyện đan sư đứng sau lưng hắn làm Dương Bách Xuyên cảm thấy rất cổ quái. Hắn nghe ra được ý của nàng ta, mặc dù hôm nay hắn lấy ra được đan dược để bán đấu giá, nhưng Lâu Hải Đường không tin chính hắn luyện chế được mà là tưởng sau lưng hắn có luyện đan sư. Mặc dù biện pháp này tương đương bị Lâu Hải Đường phủ định nhưng Dương Bách Xuyên có thể thấy được biện pháp xoay chuyển, đó chính là luyện đan. Đan dược là chính hắn tự luyện chế, tương đương ý của Lâu Hải Đường là có thể dùng đan dược để đổi 8 vạn linh thạch thượng phẩm. Đối mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí của Lâu Hải Đường, hắn nhếch miệng cười nói, tiểu tỷ tỷ, nếu ta nói hai loại đan dược hôm nay đều do ta luyện chế thì sao? Lâu Hải Đường nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, lập tức sửng sốt, nhìn chằm chằm vào trong mắt của Dương Bách Xuyên, giống như muốn nhìn xem Dương Bách Xuyên có nói dối hay không. Vài giây sau, sát ý bao phủ trên người Dương Bách Xuyên biến mất, Lâu Hải Đường nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, gằn từng chữ, nếu ngươi có thể luyện chế được đan dược cao cấp, cũng không phải không thể, nhưng sao tỷ tỷ biết được ngươi có thể luyện đan hay không? Nghe Lâu Hải Đường nói vậy, Dương Bách Xuyên nghiêm mặt nói, ta có thể luyện chế một lò đan dược trước mặt tỷ tỷ, không dám lừa tỷ tỷ, tất nhiên yêu cầu tỷ tỷ cung cấp linh dược cho ta, không biết ý của tỷ tỷ thế nào. Sau lưng của Tửu Lâu Tinh Thần là Thương Hội Nhật Nguyệt. Thứ không thiếu nhất là linh dược, có thể sắp xếp cho ngươi luyện đan, ngươi phải chứng minh được ngươi là luyện đan sư cao cấp, nếu là thật, ngươi sẽ dùng đan dược trả lại 8 vạn linh thạch thượng phẩm. Nhưng nếu ngươi lừa tỷ tỷ vẫn sẽ băm ngươi đút cho yêu thú, chỉ mong ngươi đừng lừa tỷ tỷ. Mặc dù Lâu Hải Đường vẫn không tin, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Dương Bách Xuyên, trong lòng nàng ta đã tin vài phần. Nếu Dương Bách Xuyên thật sự là luyện đan sư cao cấp, vậy thì quá tốt. Có thể hợp tác lâu dài với hắn, đối với Tửu Lâu Tinh Thần chỉ có tốt chứ không có hỏng. Một lời đã định, sau đó tỷ tỷ tìm linh dược cho ta, ta có thể luyện đan bất cứ lúc nào, nhưng trước đó chúng ta cũng phải tính sổ rõ ràng.
Nếu ta có thể luyện chế ra được đan dược cùng cấp bậc với đan triều nguyên, vậy cần luyện chế bao nhiêu để có thể thanh toán hết 8 vạn linh thạch thượng phẩm? Còn có sau khi trả lại linh thạch xong, ta cũng muốn lấy đi hắc thạch, không biết ý của tỷ tỷ thế nào. Sau khi hai bên nói rõ ý đồ, Dương Bách Xuyên cũng không cố kỵ gì, nói rõ ý muốn của mình. Lâu Hải Đường nheo mắt cười, sau đó nhìn Dương Bách Xuyên nói, chỉ cần ngươi có thể luyện chế được đan dược cao cấp, tỷ tỷ cũng không làm khó ngươi, luyện chế đan dược cho tử lầu tinh thần chúng ta trong vòng 10 năm mỗi tháng không được thiếu một lò, như vậy có thể trả lại hết 8 vạn linh thạch thượng phẩm. 10 năm, Dương Bách Xuyên suýt chút nữa nhảy dựng lên, 10 năm, muốn hắn làm nô bộc hả? Vội vàng lắc đầu, không được, 10 năm quá dài, nhiều nhất 1 năm, trong 1 năm chỉ cần linh dược đầy đủ ta có thể luyện đan cho các ngươi mỗi ngày, nhưng 10 năm quá dài. Sát khí của Lâu Hải Đường lại lần nữa bao phủ lên Dương Bách Xuyên, cười tủm tỉm nói, tiểu đệ đệ, ngươi coi tỷ tỷ là kẻ ngốc. Cho rằng tỷ tỷ không hiểu luyện đan, cho dù là luyện đan tông sư, muốn luyện chế được một lô đan dược cao cấp, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 1-2 năm, trong đó còn báo hỏng. Không lẽ ngươi có thể luyện chế thành công không hỏng lò nào? Hơn nữa tử lầu chúng ta còn cung cấp linh dược, ngươi chỉ luyện đan mà thôi, vì tử lầu chúng ta không có luyện đan sư nên tỷ tỷ mới giảm giá cho ngươi xuống còn 10 năm, trừ khi, ngươi có thể luyện chế được loại đan dược thần hồn cao cấp, tỷ tỷ đồng ý cho ngươi luyện chế đan dược trong 1 năm, xóa bỏ 8 vạn linh thạch thượng phẩm. 8 vạn linh thạch thượng phẩm, có biết cho dù là tổng bộ Nhật Nguyệt tinh thần chúng ta, lượng linh thạch này cũng không phải số lượng nhỏ hay không, đối với người tu chân, 10 năm không phải chỉ là một cái búng tay thôi sao? Sau khi nghe xong, Dương Bách Xuyên cười, hắn không biết trình độ của luyện đan sư ở tu chân giới là gì, nhưng đối với hắn, luyện chế đan dược thần hồn không khác luyện chế đan dược khác là bao. Nhếch miệng cười, vung tay lên, một viên đan kinh khắc thần hồn xuất hiện trong tay, nói tỷ tỷ, ta có thể luyện chế được loại đan dược thần hồn, nói rồi đó. Chỉ 1 năm, loại đan dược thần hồn này cũng do ta luyện chế, nếu tỷ tỷ không tin, đợi lát nữa tìm loại linh dược thần hồn, ta luyện chế là được. Nói xong đưa đan kinh khắc thần hồn cho Lâu Hải Đường chứng minh chính mình không nói sai. Hai mắt Lâu Hải Đường lóe lên, cầm đan kinh khắc thần hồn cẩn thận quan sát, trong lòng nàng ta không bình tĩnh nổi, không phải nàng ta chưa từng thấy qua loại đan dược thần hồn này. Nhưng so với một viên này của Dương Bách Xuyên, các loại đan dược thần hồn trước kia đều là rác rưởi. Viên đan kinh khắc thần hồn này của Dương Bách Xuyên vô cùng tinh khiết, lực lượng thần hồn bên trong vô cùng khổng lồ, đây chính là đan dược thần hồn cao cấp. Nhìn Dương Bách Xuyên, trong mắt của Lâu Hải Đường hiện lên ánh sáng không rõ, một lúc lâu sau, vung tay lên, trong đại sảnh xuất hiện một núi linh dược cao cấp, đủ loại linh dược. Tất cả đều là linh dược thượng thừa, trong đó có không ít có niên đại hơn vạn năm. Hơn nữa bên trong còn có cả linh dược thần hồn, nhìn linh dược trồng chất như núi, Dương Bách Xuyên hít một ngụm khí lạnh, trong lòng hô to, không hổ là cường giả đại thừa kỳ, tùy tay có thể lấy ra nhiều loại linh dược như vậy. Lúc này Lâu Hải Đường nói, ta muốn xem hành động thực tế của ngươi, ngươi luyện chế hai lò đan dược từ đống linh dược đó ở chỗ này, một lò đan dược cung cấp với đan triều nguyên. Có tác dụng ít nhất với tu sĩ độ kiếp kỳ, một lò đan dược thần hồn, tỷ tỷ muốn xem bản lĩnh của ngươi, nếu ngươi có thể luyện chế được đan dược, tỷ tỷ đồng ý cho ngươi 1 năm, nhưng, nếu ngươi dám lừa. Dương Bách Xuyên mỉm cười ngắt lời nàng ta, nói, biết biết, nếu lừa ngươi, ngươi băm ta đút cho yêu thú, một lời đã định. Trong phòng luyện đan của Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên hết sức chuyên tâm, tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Mà Lâu Hải Đường thì híp đôi mắt phượng nhìn Dương Bách Xuyên luyện đan không chớp mắt, nàng đã lấy được một loại đan dược có tên là, đây là đan dược cao cấp do Dương Bách Xuyên luyện chế, đủ cho tu sĩ độ kiếp nâng cao tu vi. Hiện tại, Dương Bách Xuyên đang luyện chế đan dược thần hồn mà Lâu Hải Đường mong đợi nhất. Lúc này, thật ra từ tận đáy lòng, Lâu Hải Đường đã tin tưởng Dương Bách Xuyên chính là tông sư luyện đan, hơn nữa còn là cấp bậc đại tông sư. Bởi vì vừa rồi khi luyện thiên linh đan đã độ qua đan kiếp, phải biết rằng, không phải luyện dược sư nào luyện chế đan dược cũng sẽ có đan kiếp. Có thể khiến cho đan kiếp xuất hiện thì ít nhất cũng phải là đại tông sư, đan kiếp cũng là minh chứng cho cấp độ của đan được, đây là điều không thể làm giả. Lâu Hải Đường không ngờ, một tu sĩ phân thần cảnh nhỏ bé như Dương Bách Xuyên lại thật sự luyện chế ra đan dược, hơn nữa còn độ qua cả đan kiếp, ban đầu thì nàng không tin nhưng lúc này lại đầy mong đợi.
Đặc biệt là nhìn Dương Bách Xuyên đánh ra những pháp quyết luyện huyền ảo mà nàng chưa từng thấy, vừa cổ xưa lại vừa thành thục, đây cả một quá trình rèn luyện và truyền thừa thâm hậu. Nhìn Dương Bách Xuyên thi triển từng pháp quyết với vẻ mặt chăm chú, trong mắt của Lâu Hải Đường tràn đầy mệ hoặc và sự mong đợi. Thật ra, từ lúc Dương Bách Xuyên luyện chế thiên linh đan đã đủ để chứng minh, hắn không hề nói khoác. Nhưng Lâu Hải Đường lại có một chuyện chôn sâu từ tận đáy lòng, chuyện này bắt buộc Dương Bách Xuyên phải chuyện chế ra đan dược thần hồn thì nàng mới có thể nói. Điều này vô cùng quan trọng, với nàng mà nói thì còn quan trọng hơn cả 8 vạn linh thạch thượng đẳng. Không một ai biết, thật ra mục đích nàng tìm Dương Bách Xuyên là bởi vì, sau khi nhận được tin tức, hai viên hóa linh chân đan và chiếu nguyên đan trong buổi đấu giá ngày hôm nay là do Dương Bách Xuyên cung cấp, nàng mới tìm tới Dương Bách Xuyên để hỏi. Mục đích thật sự là muốn biết, đan dược trong tay Dương Bách Xuyên là do ai luyện chế. Nàng muốn thông qua Dương Bách Xuyên để tìm luyện dược sư, bởi vì nàng đã nhìn qua hóa linh chân đan và chiếu nguyên đan, chất lượng đan dược vô cùng tốt. Cũng chính vì như vậy, nàng mới chú ý tới Dương Bách Xuyên và có cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Về phần 8 vạn linh thạch thượng phẩm, trong mắt cường giả đại thừa kỳ như Lâu Hải Đường thì đống linh thạch đó cũng không quan trọng tới như vậy. Hoặc nói đúng hơn là không quan trọng bằng luyện dược sư. Mục đích chính hôm nay tới tìm Dương Bách Xuyên là để luyện dược cho bản thân nàng, luyện chế một loại đan dược mà ngay cả tông sư luyện đan của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần cũng không thể luyện được. Nàng chỉ muốn thử vận may, vì để luyện chế một loại đan dược, Lâu Hải Đường đã tìm tới không biết bao nhiêu luyện dược sư, nhưng không một ai có thể luyện e được, bởi vì đan dược mà nàng muốn là đan dược thần hồn, độ khó cao hơn rất nhiều so với đan dược chân khí. Thật ra, nàng tìm Dương Bách Xuyên vì nghĩ sau lưng hắn ta có một luyện đan sư, kết quả không ngờ Dương Bách Xuyên chính là một luyện dược sư, Lâu Hải Đường không tin, một tu sĩ phân thần cảnh nhỏ nhé lại luyện chế ra được đan dược cao cấp, thế nên mới để Dương Bách Xuyên luyện đan ngay tại chỗ. Mà hiện tại, Dương Bách Xuyên đã dùng hành động thực tế để chứng minh hắn không hề nói khoác, hắn luyện ra thiên linh đan, kế tiếp chỉ cần hắn luyện thành công đan dược thần hồn, Lâu Hải Đường liền cảm thấy mình có hy vọng. Trong tay nàng có một phương thức luyện chế một loại đan dược thần hồn, đây là một đan dược thần hồn cổ xưa rất phức tạp, với nàng mà nói, phương thức luyện đan này rất quan trọng, cần phải luyện chế thành đan dược. Trước kia nàng đã tìm rất nhiều luyện đan sư nhưng không một ai thành công cả, nhưng hiện tại, phương thức luyện đan thần bí của Dương Bách Xuyên khiến cho nàng thấy được hy vọng. Còn 8 vạn linh thạch kia, với một cường giả đại thừa kỳ như nàng mà nói thì chúng chẳng là gì cả. Nói với Dương Bách Xuyên nhiều như vậy là vì muốn thăm dò xuất xứ luyện đan của Dương Bách Xuyên, để Dương Bách Xuyên luyện đan cho nàng. Mặc dù Lâu Hải Đường không phải là luyện đan sư, nhưng là một cao thủ đại thừa kỳ, kiến thức rộng rãi, thủ quyết luyện đan của Dương Bách Xuyên rất cổ xưa và đặc biệt, phá vỡ mọi nhận thức của nàng về một luyện sư. Điều này khiến nàng ôm một hy vọng lớn. Thời gian trôi qua, đột nhiên trong mật thất luyện đan phát ra một đạo lôi kiếp. Ầm ầm. Một tia đan kiếp giáng xuống đã bị Dương Bách Xuyên đỡ được. Hai mắt Lâu Hải Đường sáng lên, nàng biết Dương Bách Xuyên đã luyện đan thành công. Sau khi trải qua 9 đạo lôi kiếp, Dương Bách Xuyên mở lò luyện đan ra, hắn thu lại 9 viên đan dược thần hồn sáng lấp lánh. Vị tiểu tỷ tỷ, đây là tử kim thần hồn đan, ta dùng cỏ tử kim luyện chế, ngươi xem thử đi. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa đưa 9 viên đan dược cho Lâu Hải Đường xem. Thật ra, ngay khoảnh khắc đan dược bay ra từ lò luyện đan, Lâu Hải Đường đã biết viên đan dược kia xác thực là đan dược thần hồn, hơn nữa còn là loại có cấp bậc rất cao. Không cần đâu, hiện tại tỷ tỷ tin ngươi rồi, đi theo ta. Dứt lời, Lâu Hải Đường ra khỏi mật thất luyện đan. Dương Bách Xuyên ngẩn ra một lúc, hắn thu đan dược rồi cũng ra ngoài, hai người đi tới phòng khách. Vừa quay đầu đã thấy Lâu Hải Đường nhìn mình bằng đôi mắt rực lửa, điều này khiến cho Dương Bách Xuyên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Hắn ho khan rồi nhìn Lâu Hải Đường, tiểu tỷ tỷ, bây giờ tỷ tin ta rồi chứ? Tỷ yên tâm, món nợ 8 vạn linh thạch thượng phẩm kia, ta sẽ luyện chế một khoản đan dược tương xứng cho Tửu Lâu, sẽ không để Tửu Lâu chịu thiệt. Ha ha, tiểu đệ đệ, tạm thời không nhắc tới chuyện linh thạch, trước tiên. Tỷ tỷ cho ngươi xem một phương thức luyện chế đan dược thần hồn, ngươi xem có thể luyện ra được loại đan dược này hay không. Lâu Hải Đường vung tay lên,
một khối ngọc giản bay về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhận lấy ngọc giản, hắn dùng linh thức quét qua một lượt, quả đúng là phương thức luyện chế đan dược thần hồn, tên là. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy nội dung trên phương thuốc, Dương Bách Xuyên nhíu mày, bởi vì phương thuốc này rất phức tạp, nhìn sơ qua thì số linh dược cần dùng cũng phải hơn 999 loại. Nhìn Dương Bách Xuyên xem phương thuốc mà Lâu Hải Đường cũng căng thẳng theo, sau khi thấy hắn cau mày, Lâu Hải Đường không nhịn được mà hỏi, thế nào, ngươi không luyện chế được. Giọng của nàng còn mang theo chút hồi hộp, căng thẳng. Dương Bách Xuyên thu hồi linh thức, vừa vặn bắt gặp ánh mắt căng thẳng khó nhận thấy của Lâu Hải Đường, hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều mà chậm rãi nói, cũng không hẳn là không luyện chế được, nhưng khó ở độ phức tạp của phương thức này. Xét từ thuộc tính linh dược cần dùng thì hẳn là đan dược dùng để trị độc của nguyên thần. Nhưng mà, cho dù dùng giải được độc tố thì vẫn sẽ trúng độc, bởi vì phương thuốc này vốn đã là độc, hơn nữa sau khi luyện chế thì được tính sẽ còn mạnh hơn, có thể nói thì đây là một loại thuốc độc, nói đúng hơn là 9 loại độc, loại đan dược thần hồn này, mặc dù có thể giúp tăng cao sức mạnh thần hồn, nhưng sẽ để lại di chứng về sau, ta khuyên không nên sử dụng. Ngươi hiểu y thuật, Lâu Hải Đường đứng bật dậy hỏi, mặc dù ở tu chân giới có y đạo, chuyên cứu chữa những chứng bệnh nan giải của tu chân giả, vừa thốt lên mới phát hiện mình thất thố, nàng lại ngồi trở về vị trí. Ánh mắt Dương Bách Xuyên chợt sáng lên, hắn nhìn sắc mặt của Lâu Hải Đường, trong lòng dường như đã hiểu ra đôi chút, khóe miệng nhếch lên ý cười khó phát giác, biết sơ sơ. Thật ra, trong truyền thừa của Dương Bách Xuyên có một phần liên quan tới y đạo. Từ khi quen biết sư phụ Vân Thiên Tà, hắn đã bắt đầu nghiên cứu y thuật, hơn nữa ở trái đất, hắn cũng chiếm được trái tim của Độc Cô Vô Tình và Viên Kim Phượng dựa vào kỹ năng y thuật của mình, chỉ là sau này tất cả mọi người đều bước vào con đường tu chân, không ai bị bệnh nên hắn cũng không nghiên cứu y thuật nữa. Đến tu chân giới, trong truyền thừa mà lão đầu để lại trước khi lâm vào ngủ say cũng có một phần về y thuật, hơn nữa đây còn là truyền thừa về tu chân giả, Dương Bách Xuyên chỉ mới xem lướt qua. Chưa nhìn kỹ. Nhưng hiện tại, sau khi Lâu Hải Đường lấy ra phương thuốc thần hồn, Dương Bách Xuyên mới nhớ tới phần liên quan tới y đạo trong truyền thừa, đó là một phương pháp giải quyết độc tố thần hồn, trong đó có phương án trị liệu của cửu chuyển hóa thần đan, chỉ là trong truyền thừa cũng có nói, phương thuốc luyện chế cửu chuyển hóa thần đan đã thất truyền từ lâu, chỉ có phương pháp nhưng lại không có phương thuốc. Không ngờ hôm nay, Lâu Hải Đường lại lấy ra phương thuốc luyện đan. Hiện tại, trong lòng Dương Bách Xuyên có một suy đoán to gan, thần hồn của Lâu Hải Đường đã bị trúng độc, nàng luyện cửu chuyển hóa thần đan để giải độc cho bản thân. Nhìn Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười rồi nói, tiểu tỷ tỷ, tỷ bị bệnh, ta có thuốc giải, chúng ta phải nói chuyện lại rồi. Vẫn luôn bị Lâu Hải Đường áp chế, lúc này Dương Bách Xuyên lại cực kỳ vui sướng, cuối cùng cũng có thể phản đòn, đương nhiên hắn chỉ đang thăm dò Lâu Hải Đường xem. Có phải thần hồn của nàng ta đã trúng loại độc kia hay không, cần phải xem qua thì mới biết được. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, trên người Lâu Hải Đường đã bùng lên sát khí, nàng lạnh giọng nói, ngươi muốn chết. Dương Bách Xuyên có sợ sát ý của Lâu Hải Đường không? Đương nhiên là sợ, đối mặt với bậc cường giả này, một phân thần cảnh nhỏ bé như hắn ra làm gì có sức đánh trả. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn chỉ nói một câu, tiểu tỷ tỷ, tỷ bị bệnh. Ta có thuốc. Hắn chỉ muốn cho Lâu Hải Đường biết, hắn có khả năng chữa bệnh, lễ độ với anh đây chút. Sở dĩ, Dương Bách Xuyên dám to gan như vậy là bởi vì vừa rồi hắn đã nhìn thấy vẻ căng thẳng từ ánh mắt của Lâu Hải Đường, cộng thêm phương thuốc mà nàng đưa ra và ghi chép về cửu chuyển hóa thần đan trong truyền thừa mà lão đầu để lại, hắn mới mạnh dạn suy đoán, nguyên thần của Lâu Hải Đường trúng độc, vậy nên mới nói toạc ra. Vừa dứt lời. Phản ứng của Lâu Hải Đường đã vượt qua tưởng tượng của hắn, thế nên đối mặt với sát khí của Lâu Hải Đường, mặc dù Dương Bách Xuyên sợ nhưng lại tương đối thản nhiên, nếu như đoán đúng, hắn tin Lâu Hải Đường sẽ không giết mình. Cho dù không phải bản thân Lâu Hải Đường trúng độc thì cũng là người có liên quan với nàng trúng độc, nếu như hắn đã nói mình có cách chữa bệnh, Dương Bách Xuyên tin Lâu Hải Đường sẽ không giết hắn. Sát ý đang bao phủ lấy cơ thể hắn, Lâu Hải Đường lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Giống như là nàng sẽ Dương Bách Xuyên ngay lập tức. Dương Bách Xuyên nhìn Lâu Hải Đường bằng ánh mắt bình tĩnh mà không hề tránh né, dù sao thì hắn biết ở trong tay Lâu Hải Đường, có trốn cũng vô dụng, sợ hãi thì vẫn thế, chi bằng bình tĩnh đối mặt.
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, sát ý đang bao phủ trên người Dương Bách Xuyên cũng rút nhanh như thủy triều. Lưng của Dương Bách Xuyên đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng sau khi nghe Lâu Hải Đường nói thì thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình đã đúng. Ngươi nhìn ra được gì rồi? Lâu Hải Đường hỏi. Không nhìn ra được gì cả. Dương Bách Xuyên thành thật trả lời. Không nhìn ra được cái gì mà ngươi dám nói ta bị bệnh, không sợ ta giết chết ngươi sao? Lâu Hải Đường trầm giọng nói. Sau khi Dương Bách Xuyên bình tĩnh lại, hắn nhìn Lâu Hải Đường, tiểu tỷ tỷ, vừa rồi ta cũng đã nói, ta biết sơ sơ về y thuật, vừa vặn hiểu được công dụng của cửu chuyển hóa thần đan, nếu như ta đoán không nhầm thì loại độc mà tỷ chúng phải tên là băng phách thiên tàm. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa quan sát, hắn thấy cơ thể Lâu Hải Đường hơi run lên, suy đoán trong lòng càng được xác nhận. Dương Bách Xuyên nói tiếp, băng phách thiên tàm là một loại dị độc được sinh ra từ vùng đất âm hàn nhất, có kỳ độc, ở tu chân giới, khí độc phun ra từ băng phách thiên tàm được xếp thứ 9 trong 10 loại khí độc. Loại độc này không tổn hại nhiều đến cơ thể, nhưng lại thâm nhập sâu vào nguyên thần, làm đóng băng, độc tố không ngừng gặm nhấm ăn mòn nguyên thần, khiến cho nguyên thần ngày càng suy giảm. Nhẹ thì giảm tu vi, nặng thì nguyên thần sẽ tiêu tán, khó ở chỗ, độc băng phách thiên tàm là biến hóa của 9 loại độc tố, một khi giải sai cách thì sẽ hóa thành 9 loại độc, 9 loại độc này sẽ tản ra ăn mòn nguyên thần, đau đớn phải chịu ngày càng nhiều thêm, cuối cùng sẽ hồn bay phách lạc. Muốn giải được độc băng phách thiên tàm thì nhất định phải có được đan dược thần hồn có thể đối phó với băng phách cửu biến, cửu chuyển hóa thần đan cũng xem như là một lựa chọn tốt. Nhưng muốn diệt tận gốc thì chỉ mình cửu chuyển hóa thần đan là không đủ. Nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, Lâu Hải Đường ngắt lời, sao lại không được, cần thêm phương pháp gì mới có thể giải độc hoàn toàn. Bởi vì độc băng phách thiên tàm vốn có thuộc tính cực hàn, cho dù loại bỏ độc tố, thuộc tính cực âm hàn vẫn sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho nguyên thần, vậy nên trong lúc giải độc thì cần hóa giải nguyên thần bị tổn thương do đóng băng, như thế mới diệt trừ được tận gốc. Dương Bách Xuyên giải thích phương pháp. Hắn vừa dứt lời, Lâu Hải Đường đã hỏi, ngươi có thể giải được độc băng phách thiên tàm? Phải nói là trị liệu thì đúng hơn, chưa từng làm, nhưng có thể thử xem. Dương Bách Xuyên biết, đối mặt với hạng cao thủ như Lâu Hải Đường, cho dù là có thể chữa thì hắn cũng không nói toẹt ra, huống chi hắn quả thật không chắc chắn. Ngươi nắm chắc mấy phần? Lâu Hải Đường hỏi. Vậy thì phải xem chúng độc đã lâu chưa? Ta phải xem qua nguyên thần, bây giờ ngươi hỏi ra, ta cũng không nói được. Dương Bách Xuyên thành thật đáp. Lâu Hải Đường trầm mặc nhìn Dương Bách Xuyên, tất cả những gì Dương Bách Xuyên nói đều là sự thật, nàng chưa từng nói tình trạng cơ thể, hay chuyện mình trúng độc cho bất kỳ ai, huống hồ còn chưa từng gặp Dương Bách Xuyên, nếu không phải như vậy thì Lâu Hải Đường sẽ cho rằng, Dương Bách Xuyên từ đâu biết được chuyện nàng bị trúng độc nên mới nói ra những lời như thế. Quả thật là nguyên thần của nàng đã trúng độc. Hơn nữa còn kéo dài cả nghìn năm, đúng như những gì Dương Bách Xuyên nói, khi gặp phải ngoại lực giải độc thì lập tức sẽ biến từ một loại độc thành 9 loại độc băng hàn, khiến cho nàng sống không bằng chết. Ngàn năm qua, nàng đã thử biết bao phương pháp giải độc nhưng đều thất bại, ngược lại mỗi lần giải độc đều khiến cho độc trong nguyên thần càng nặng thêm, giống như Dương Bách Xuyên đã nói, sau 9 lần thì nàng sẽ hồn bay phách lạc. Đã 7 lần rồi, nàng còn 2 cơ hội nữa. 7 lần kia, mỗi lần thử đều sống không bằng chết, nàng như đi qua quỷ môn quan nhưng lại không có hiệu quả giải độc. Thậm chí mấy ngàn năm nay nàng cũng chưa từng gặp được y sĩ có thể nói ra phương pháp giải và trị độc, Dương Bách Xuyên là người đầu tiên. Ngay cả phương thuốc cũng là do nàng bỏ một cái giá rất đắt mới lấy được, phương pháp luyện đan này là do một ma y trước khi chết đã nói cho nàng biết, nhưng không ngờ sau khi bỏ ra giá cao để lấy được phương thuốc. Nàng tìm rất nhiều luyện dược sư nhưng tất cả đều không luyện ra được. Nói cần 999 loại linh dược thuộc tính, phải người có thần thức cửu phần mới khống chế được 9 thuộc tính của linh dược. Vậy nên Lâu Hải Đường nhận được lời giải thích là, trừ khi có người tu luyện thành cửu tôn chi cảnh. Cảnh giới cửu tôn chính là người có 9 phần thần hồn, có thể sử dụng cùng một lúc, cả cái tu chân giới này, nàng chưa từng nghe qua có người tu được cửu tôn. Hơn nữa, cho dù tu thành cảnh giới cửu tôn thì người đó còn phải là tông sư luyện đan thì mới được, nếu không tìm được người đạt tới cảnh giới cửu tôn nhưng không hiểu gì về luyện đan thì cũng uổng công. Vốn là hết hy vọng, nhưng Lâu Hải Đường cũng không từ bỏ, chỉ cần ngày nào còn sống thì nàng sẽ không bỏ cuộc, có thể tu luyện được tới cảnh giới đại thừa kỳ,
nàng đã nếm trải biết bao cay đắng khổ cực, ai mà không muốn sống tiếp. Huống chi, hiện tại nàng đã đạt tới cảnh giới đại thừa kỳ, chỉ cần một bước nữa thôi là giai đoạn phi thăng thành tiên là chuyện sớm hay muộn, nàng cách tiên đạo chỉ còn một bước, sao có thể can tâm chờ chết. Vậy nên, nghìn năm trôi qua, Lâu Hải Đường đi khắp nơi tìm luyện dược sư, cao thủ trị độc, nàng đường đường là một đại thừa kỳ, tới một nơi nhỏ bé như thành tinh thần chỉ để tìm một cơ duyên, nếu không thì một cao thủ như nàng vốn nên ngao du khắp sao trời biển rộng, đáng tiếc bị độc trong nguyên thần hành hạ gần như phát điên. Hiện tại, Dương Bách Xuyên cho nàng một tia hy vọng lớn. Sau khi nhìn Dương Bách Xuyên một hồi lâu, Lâu Hải Đường run giọng hỏi, cảnh giới phân thần của ngươi là cửu tôn. Dương Bách Xuyên thoáng sững người, hắn chưa từng nói chuyện mình là cửu tôn chi cảnh, không hiểu vì sao Lâu Hải Đường lại biết. Nhưng nghĩ lại, đối phương là cường giả đại thừa kỳ, có lẽ đứng trước mặt nàng, bản thân hắn chẳng có bí mật gì, nhận ra cảnh giới phân thần của hắn là cửu tôn cũng không có gì lạ. Dương Bách Xuyên gật đầu thừa nhận, giây sau 9 phân thân xuất hiện quanh người, từng phân thân đều giống Dương Bách Xuyên y như đúc. Lâu Hải Đường nhìn thấy trên cơ thể Dương Bách Xuyên lóe lên ánh sáng, sau khi 9 phân thân xuất hiện, trong đầu nàng là một mảng trống rỗng. Quả nhiên là cảnh giới cửu tôn, đây là ý trời sao? Ông trời cũng thương xót cho ta. Lâu Hải Đường đang gào thét trong lòng, đồng thời, ánh mắt nàng nhìn Dương Bách Xuyên cũng đầy vẻ không thể tin nổi. Tên tiểu tử này không chỉ có thuật luyện đan sánh ngang với cấp bậc tông sư mà còn hiểu cả y thuật, giờ đây lại là cảnh giới cửu tôn, đúng là quái vật. Trên người hắn có bao nhiêu thần bí? Nghĩ kỹ về Dương Bách Xuyên, Lâu Hải Đường lại không khỏi đố kỵ. Nhưng nhiều hơn là vui vẻ, nàng cảm thấy lần này, độc trên người nàng có hy vọng rồi. Dương Bách Xuyên hiểu y thuật, lại là cảnh giới cửu tôn, hơn nữa còn luyện chế đan dược cao cấp. Đúng là ân nhân mà ông trời phái tới để cứu mạng Lâu Hải Đường nàng. Nàng nhìn Dương Bách Xuyên rồi nói, nguyên thần của ta quả thật đã trúng phải độc băng phách thiên tàm, ta cần ngươi giúp, nếu ngươi giúp ta thì món nợ 8 vạn linh thạch thượng phẩm sẽ được xóa bỏ. Dương Bách Xuyên cười gian trá, lúc trước hắn không suy nghĩ nhiều tới mấu chốt khi luyện cửu chuyển hóa thần đan, nhưng khi Lâu Hải Đường hỏi hắn có phải cảnh giới cửu tôn hay không, hắn liền nghĩ tới nhân tố quyết định để luyện chế cửu chuyển hóa thần đan. Nếu như không phải luyện dược sư có cảnh giới cửu tôn thì không thể. Bởi vì cửu chuyển hóa thần đan cần nhất tâm, chỉ có người tách nguyên thần làm chín, tu luyện thành cửu đại phân thân thì mới có thể luyện đan, đây là độc nhất vô nhị nhưng lúc này Lâu Hải Đường lại đòi hỏi hắn. Dương Bách Xuyên mỉm cười, nhìn Lâu Hải Đường nói, tiểu tỷ tỷ, giúp ngươi cũng không phải là không thể. Ta cũng rất vui vẻ giúp một tiểu tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp và tài năng như vậy, nhưng mà... ta cũng có một điều kiện. Dương Bách Xuyên không nói tiếp câu sau, nhưng ai nghe được cũng đều hiểu ý của Dương Mỗ. Lâu Hải Đường lúc đầu nghe Dương Bách Xuyên khen, trong lòng cũng rất vui, tuy nàng ta là lão quái vật tu luyện nhiều năm, nhưng dù sao cũng là nữ nhân không phải ai cũng thích nghe người khác khen mình sao. Nhưng sau khi nghe được những câu sau của Dương Bách Xuyên có sự thay đổi, nàng nheo mắt nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Hai mắt lóe lên tia sáng nói, người đang lợi dụng điểm yếu để uy hiếp ta sao? Dương Bách Xuyên bị Lâu Hải Đường nhìn chằm chằm, trong lòng nhất thời căng thẳng, vội vàng khua tay nói, không không không, không phải uy hiếp, mà là muốn nhờ tiểu tỷ tỷ giúp một chút chuyện. Thật ra Dương Mỗ đang tính nhân cơ hội này uy hiếp nàng ta, nhưng ngoài miệng hắn sẽ không thừa nhận, dù sao đối mặt với một tiểu tỷ tỷ đại thừa cảnh trở mặt còn nhanh hơn lật sách thế này, trong lòng hắn vẫn thấy rất sợ hãi. Nhưng có một chuyện Dương Bách Xuyên biết, nếu như Lâu Hải Đường muốn giải độc, hiện tại hắn là sự lựa chọn duy nhất, bởi vì luyện chế đan hóa thần cửu chuyển, nếu không có cửu tôn cảnh hoặc là nói không có nguyên thần cửu phần để khống chế luyện đan thì không có khả năng. Mà hắn cũng biết, người có thể tu luyện đến cửu tôn cảnh có lẽ vẫn có, nhưng chắc chắn rất ít. Lại còn vừa có thể tu đến cửu tôn cảnh, vừa có thể luyện đan và là luyện đan sư luyện chế ra đan dược cao cấp. Muốn tìm được ở tu chân giới e là rất hiếm có khó tìm. Cho nên Dương Mỗ biết, cho dù Lâu Hải Đường cho rằng mình nhân cơ hội để uy hiếp nàng ta, nhưng nếu nàng ta muốn mình giải độc thì cũng phải bịt mũi mà nhận. Lúc này Dương Mỗ ngoài miệng thì thành thật sợ hãi nhưng thực ra trong lòng lại có hơi đắc ý. Trước khi biết nguyên thần của Lâu Hải Đường bị trúng độc, hắn biết mình cần phải làm bộ đáng thương, thế nhưng sau khi biết nguyên thần của Lâu Hải Đường trúng độc,
người nào cần ra vẻ đáng thương còn chưa biết đâu. Sau khi nói xong, hắn lén lút nhìn Lâu Hải Đường, lần này mặc dù ánh mắt của nàng ta sắc bén như đao nhưng lại không lộ ra chút sát khí nào đối với hắn, trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ, hắn biết mình đã đoán đúng. Quả nhiên, sau một khắc, Lâu Hải Đường lạnh lùng hỏi, ngươi cần ta giúp gì cho ngươi? Trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết, khỏi nói hắn sảng khoái cỡ nào, cô nương này cuối cùng cũng chịu hạ mình, đây là khởi đầu tốt, hắn biết từ giờ phút này trở đi, cuối cùng hắn và Lâu Hải Đường cũng có thể bình đẳng đối thoại rồi. Trong lòng hắn đắc ý nhưng cũng không dám vênh váo, thật ra yêu cầu của hắn cũng không nhiều, chỉ là đừng để cho tiểu nương này hù dọa người, thật sự uy lực và sát khí của đại thừa cảnh mà làm thật cũng không phải là trò đùa. Hắn càng không dám được voi đòi tiên với Lâu Hải Đường, dù sao nàng ta cũng là cường giả đại thừa cảnh, hạng nhân vật cao cấp này, tâm cao khí ngạo, chọc giận nàng ta e là tự tát chết mình, lúc đó quả là oan uổng. Lúc trước ta đã nói rồi, ta là đệ tử của tổ sư sáng lập ra tinh thần môn. Hiện giờ một lần nữa tinh thần môn xuất sơn, muốn trở thành đệ nhất tông môn trong trăm vạn dặm ở khắp vùng tinh thần một lần nữa, cần có tiếng nói ở đất này. Các môn phái khác đều không có vấn đề gì. Lần này ta tới thành tinh thần chủ yếu là vì Lệ Gia. Tổ tiên Lệ Gia vốn là đệ tử tinh thần môn mà ra, nhìn vẻ bề ngoài, Lệ Gia vốn là nô lệ của tinh thần môn, nhưng bây giờ Lệ Gia đã không còn để tinh thần môn vào trong mắt, cho nên ta mang tinh thần môn tới dọn dẹp cái gia tộc này. Chẳng qua, mấy ngàn năm trôi qua, Lệ Gia đã cắm rễ sâu trong thành tinh thần, nghe đồn Lệ Gia có một vị lão tổ cao thủ tọa trấn. Nói thật nếu đụng phải cường giả độ kiếp cảnh trở lên thì ta không thể nào đối phó được, vậy nên ý của ta là. Nếu như lúc ta đang dọn dẹp Lệ Gia mà Lệ Gia thật sự xuất hiện cao thủ vượt qua độ kiếp cảnh, có thể nhờ tiểu tỷ tỷ ra tay giúp ta một phen không? Dương Bách Xuyên nói ra điều kiện của mình, sau đó lại có hơi thấp thỏm nhìn Lâu Hải Đường, dù sao quả thật hắn đang trá hình lợi dụng để uy hiếp một cao thủ đại thừa. Trong lòng cũng suy xét. Không biết Lâu Hải Đường có thể giúp mình được không? Nhưng, đây là biện pháp ổn thỏa nhất để hắn quản lý thành tinh thần, nhất định phải đấu một trận. Dù sao trong hội đấu giá ở quán trọ tinh thần, hắn đã đắc tội Lệ Bách Trì, đối đầu với Lệ Gia chỉ là chuyện sớm muộn, hiện giờ hắn cũng không dám khẳng định rốt cuộc Lệ Gia có cao thủ nào hay không. Nếu như là tu sĩ độ kiếp cảnh, hắn liên hợp với thú ngũ hành, Lý Phượng Ngọc thì cũng không sợ. Nhưng nếu thật sự xuất hiện cao thủ vượt qua độ kiếp cảnh, vậy thực sự là không có cách nào đối phó rồi, nói không chừng đến lúc đó còn phải vứt cái mạng nhỏ này đi. Còn nếu có cao thủ như Lâu Hải Đường chống lưng thì việc dọn dẹp Lệ Gia cũng không có gì đáng ngại. Mặc dù điều kiện này được đưa ra trong tình huống Lâu Hải Đường trúng độc, về bản chất cũng đúng là một kiểu ép buộc, nhưng ngược lại, Lâu Hải Đường cũng đang dùng tu vi đại thừa cảnh để uy hiếp Dương Bách Xuyên, hai người đều đang uy hiếp lẫn nhau. Dương Bách Xuyên cũng tin Lâu Hải Đường sẽ đồng ý vì nàng ta không còn lựa chọn nào tốt hơn. Một lát sau Lâu Hải Đường rốt cục cũng chịu lên tiếng, tiểu đệ đệ, lá gan của ngươi thật lớn, tỷ tỷ đây đồng ý với ngươi, nhưng mà... Nếu ngươi không giải được độc trong nguyên thần của ta, đến lúc đó đừng có trách tỷ tỷ trở mặt. Hiện tại đối với ta, tiêu diệt tinh thần môn dễ như trở bàn tay. Vậy một lời đã định, tiểu tỷ tỷ yên tâm. Ta nhất định hết sức giúp ngươi giải trừ độc tố trong nguyên thần, nhưng mà trước đó, ta cần phải xem tình hình nguyên thần của ngươi bị độc băng phách ăn mòn như thế nào đã rồi mới có thể chữa trị, chỉ mới luyện thành công đan hóa thần cửu chuyển là không đủ. Dương Bách Xuyên thành thật nói. Lâu Hải Đường nhíu mày nói, ý của ngươi là muốn kiểm tra nguyên thần của ta. Đúng vậy, ta cần kiểm tra tình hình trúng độc của nguyên thần, cần phải kê thuốc đúng bệnh. Dương Bách Xuyên thành thật nói. Lâu Hải Đường nhìn chằm chằm vào mắt Dương Bách Xuyên, muốn tìm xem trong ánh mắt hắn là nói thật hay nói dối. Kiểm tra nguyên thần là phải đi vào trong thức hải, mặc dù đã là tu sĩ đại thừa cảnh, nhưng thức hải vẫn là căn cơ, không thể tùy tiện cho người khác đi vào thức hải, một khi xảy ra vấn đề gì, có khóc cũng không kịp. Chỉ là, nàng ta nhìn thấy ánh mắt rất trong suốt không có chút dao động của Dương Bách Xuyên, trong lòng kết luận chắc là Dương Bách Xuyên không quanh co nói dối đâu. Nhưng nàng ta vẫn không yên tâm lắm. Dương Bách Xuyên cũng không nói lời nào, tất nhiên hắn hiểu được lo lắng trong lòng Lâu Hải Đường, chuyện liên quan đến thức hải nguyên thần, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ có sự băn khoăn này, đây là chuyện bình thường, ánh mắt của hắn nghênh đón Lâu Hải Đường, không hề tránh né chút nào.
Thế nhưng sau một khắc, lại thấy Lâu Hải Đường chỉ tay, nhanh như chớp ấn vào giữa mi tâm hắn. Bùm! Nhất thời Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy choáng váng một hồi, trong nháy mắt đã biến mất, trong lòng kinh hãi không biết Lâu Hải Đường đã làm gì với mình, hắn giận dữ nói, ngươi làm gì ta? Kha kha, tiểu đệ lo lắng sao, chỉ là tỷ tỷ vừa mới lưu lại một ấn ký nhỏ trên nguyên thần của ngươi, không có thương tổn nào đâu, không phải tỷ tỷ không tin ngươi, mà là tỷ tỷ ta tu hành vô số năm, trải qua quá nhiều chuyện, không thể không cẩn thận. Dù sao ngươi cũng biết, thức hải là căn cơ của nguyên thần, một khi xảy ra vấn đề gì đi nữa thì kết cục là thua cả bàn. Bây giờ ngươi có thể đi vào thức hải của tỷ tỷ xem tình hình nguyên thần bị trúng độc, nhưng mà có một chuyện tỷ tỷ phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi có tâm tư lệch lạc gì, tỷ tỷ cam đoan sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán ở trước mặt tỷ tỷ, ngươi yên tâm chỉ cần tỷ tỷ ta không sao, ngươi cũng sẽ không mảy may có chuyện gì, hi hi. Nói xong, Lâu Hải Đường không kiêng nể gì cười khúc khích. Sắc mặt Dương Bách Xuyên tái mét, nhưng cũng không có cách nào, nữ nhân này quá cẩn thận, hơn nữa nàng ta nói cũng không sai, làm như vậy quả thực là an toàn. Chỉ mong tốt nhất tiểu tỷ tỷ đừng làm loạn, nếu không ta mà chết, có lẽ trên đời này không ai có thể cứu được ngươi. Dương Bách Xuyên trầm giọng xuống nói, bị người khác khống chế uy hiếp làm cho hắn rất khó chịu. Tiểu đệ đệ yên tâm đi, tỷ tỷ thương ngươi còn không kịp, làm sao có thể để ngươi gặp chuyện đây. Hiện giờ chúng ta bắt đầu đi, giúp tỷ tỷ giải trừ độc tố trong nguyên thần, hết thảy đều dễ nói chuyện, đến lúc đó ngươi làm ngược lại với tỷ tỷ cũng không phải là không thể, hi hi. Lâu Hải Đường đối mặt với khuôn mặt tái mét của Dương Bách Xuyên, cười rất vui vẻ. Mà Dương Bách Xuyên lại thầm nghĩ trong lòng, loại nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn chớp như ngươi, làm ngược lại ta cũng không cần. Đương nhiên, hắn chỉ dám ở lẩm bẩm trong lòng, cũng không dám nói ra ngoài miệng. Hiện tại chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể xem bệnh cho Lâu Hải Đường trước. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, nguyên thần trong lòng vừa động, bay ra khỏi cơ thể hắn, sau đó bay vào mi tâm của Lâu Hải Đường. Ngay sau đó, một thế giới màu trắng ngà xuất hiện, Dương Bách Xuyên biết nơi này chính là thế giới thức hải của Lâu Hải Đường, đây là lần đầu tiên hắn tiến vào thức hải của một tu sĩ đại thừa cảnh. Đương nhiên nếu Lâu Hải Đường không mở ra cửa thức hải, hắn chắc chắn không vào được. Biển thức hải của Lâu Hải Đường thoạt nhìn trông như một màn sương mờ mịt, tất cả đều là mây mù trắng ngà bao phủ, nhưng vừa đi vào, cảm giác đầu tiên của Dương Bách Xuyên chỉ có một chữ lạnh. Lúc này mới phát hiện ra rằng những đám mây và sương mù này đều do sự ngưng tụ của hàn khí mà thành. Điều này quá không bình thường, trong lòng đã sớm đoán được, đây là do độc băng phách thiên tảm gây nên. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng của Lâu Hải Đường vang lên, tiểu đệ đệ tiến về phía trước đi, tỷ tỷ ở đây. Dương Bách Xuyên nghe vậy bèn tiến lên phía trước, mới đi được vài bước đã thấy được trong tầm mắt của hắn mơ hồ có một vầng sáng màu bạc lóe lên nhẹ nhẹ, hàn khí cũng ngày càng sâu, vừa ngẩng đầu hắn lập tức thấy một pho tượng mỹ nhân điêu khắc bằng băng, trông giống như là thủy tinh vậy. Dương Bách Xuyên vốn cho là nguyên thần của Lâu Hải Đường có thể không nghiêm trọng lắm. Nhưng không ngờ là đã đến tình trạng ăn sâu vào xương thủy. Tượng băng trước mắt chính là hình thái nguyên thần của Lâu Hải Đường, nhưng Lâu Hải Đường lại nói hình dạng của tượng băng là do lực nguyên thần của nàng ta biến thành để bảo vệ, nếu không toàn bộ thức hải sẽ bị độc băng phách thiên tảm ăn mòn, trước mắt có thể coi như đây là kết quả tốt nhất rồi. Ngươi tiến lên mà xem, thật là làm ta khốn khổ mà. Giọng nói của Lâu Hải Đường vang lên, để cho Dương Bách Xuyên tiến lên. Dương Bách Xuyên nghe vậy, tiến lên cẩn thận quan sát, quả nhiên ở trong tượng băng hắn thấy từng luồng khí lưu chuyển, màu sắc sặc sỡ, hắn đã từng đọc trong cuốn y thuật truyền thừa, có giới thiệu qua độc dược của băng phách thiên tàm, độc tố sẽ dung hòa ở trong nguyên thần, đụng đến nguyên thần, sẽ chậm rãi ăn mòn nguyên thần, mà hình thù của độc tố chính là luồng khí màu sắc sặc sỡ. 9 luồng khí độc lưu chuyển bên trong nguyên thần của Lâu Hải Đường. Hình dạng nguyên thần chân chính của nàng quả thật là một khối năng lượng to bằng nắm tay, mà bên ngoài bức tượng băng hình người chính là lực nguyên thần do Lâu Hải Đường ngưng tụ lại để ngăn khí độc phát tán ra ngoài, tránh lan đến phần bảo hộ của thức hải. Dù vậy, thức hải của Lâu Hải Đường lại mang đến cho Dương Bách Xuyên cảm giác lạnh lẽo như mùa đông, đây là điều rất dị thường. Nhìn thấy độc băng phách tràn ngập trong cơ thể nguyên thần của Lâu Hải Đường, nó gần như bao vây toàn bộ nguyên thần của nàng ta, đã tới 7 phần.
nếu còn chờ độc băng phách hoàn toàn bao lấy nguyên thần của nàng ta, đó cũng chính là lúc nàng ta hồn phi phách tán. Tình hình thực sự rất nguy hiểm, điều trị cũng cực kỳ khó khăn nhưng không phải không thể. Thế nào rồi? Bên trong tượng băng, giọng nói của Lâu Hải Đường phát ra hỏi han. Kiểm tra gần xong rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Dương Bách Xuyên nói xong, ý niệm vừa động, lập tức rời khỏi thức hải của Lâu Hải Đường, nguyên thần trở về chỗ cũ. Ngay sau đó Lâu Hải Đường cũng mở hai mắt ra nhìn Dương Bách Xuyên lo lắng hỏi thế nào. Ngươi có chắc chắn điều trị được không? Dương Bách Xuyên ngẫm lại, vẫn là chọn nói thật, luyện chế đan hóa thần cửu chuyển không phải vấn đề gì, cũng có thể chữa trị, nhưng mà độc tố băng phách trong nguyên thần đã xâm nhập vào nguyên thần đến 7 phần, nếu hoàn toàn xâm nhập thì ngay cả thần tiên cũng khó mà cứu chữa, ta không dám lừa gạt ngươi. Đan dược cộng thêm y thuật trị liệu, ta hiểu rõ, nhưng cũng chỉ nắm chắc một nửa. Dù sao độc băng phách đã xâm nhập nguyên thần của ngươi 7 phần, nếu chỉ là dưới 5 phần, ta hoàn toàn có thể nắm chắc, hiện giờ 7 phần thì ta không thể nắm chắc hoàn toàn được, nhưng ngươi cứ yên tâm ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi giải độc. Lâu Hải Đường nghe Dương Bách Xuyên nói xong, ngược lại trong lòng yên tâm không ít, dù sao tu vi của nàng ta cũng là đại thừa cảnh, cũng là nhân vật tu luyện qua ngàn năm, tuy không phải y sư nhưng cũng có chút kiến thức. Hơn nữa nàng ta cũng biết rõ tình trạng của mình, Dương Bách Xuyên nói không hề sai chút nào, nếu Dương Bách Xuyên vừa lên tiếng đã nói có thể nắm, 10 phần chắc 9, ngược lại như thế nàng ta mới không tin. Nhưng hiện giờ nàng ta tin tưởng lời nói của Dương Bách Xuyên, hơn nữa nắm chắc 5 phần đã là cơ hội rất cao. Nhìn Dương Bách Xuyên, nàng ta nói, được, bắt đầu từ giờ trở đi, tỷ tỷ tin tưởng mỗi một câu nói của ngươi, ta nói thật cho ngươi biết, ta đã cảm giác được. Trong vòng 10 năm, độc tố nhất định sẽ hoàn toàn xâm nhập nguyên thần, đến lúc đó kết cục chắc chắn phải chết, thật ra ta đã chuẩn bị tốt trong lòng là không thể chữa khỏi từ trước rồi. Nhưng con đường tu đạo của tu sĩ thế hệ của ta vốn là nghịch thiên hành sự, kháng mệnh trời đến cùng, không đến thời khắc cuối cùng ta sẽ không bỏ cuộc, lần này ngươi xuất hiện, coi như cho tỷ tỷ ta một hy vọng, ai lại muốn chết nếu có hy vọng sống đây. Huống chi tỷ tỷ đã là tu vi đại thừa. Bước tiếp theo chính là phi thăng cảnh, chỉ chờ cử Hà phi thăng chứng đạo thành tiên, đây là mục tiêu mỗi một tu sĩ theo đuổi, tỷ tỷ xuất thân bần hàn có thể đi đến đại thừa cảnh đã là không dễ gì để dùng một câu mà khái quát hết được. Cho nên cho dù có một chút hy vọng ta cũng sẽ không bỏ cuộc, ngươi cứ yên tâm trị liệu, ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi, chỉ cần ngươi hết sức, cho dù cuối cùng thất bại đi nữa, tỷ tỷ cũng sẽ không trách ngươi. Linh dược của đan hóa thần cửu truyền ta đều đã tìm đủ rồi. Nếu ngươi còn cần gì cứ nói cho ta biết, khi nào thì bắt đầu được. Nói xong, Lâu Hải Đường cực kỳ sốt ruột hỏi. Dương Bách Xuyên nghe nàng nói rất chân thành, nhưng cũng không biết nên tin hay không, có phải nàng ta đang cố ý bồi dưỡng tình cảm với mình không đây? Nhưng nói như thế nào đi nữa cũng mặc kệ, nếu hắn đã hứa với Lâu Hải Đường, nhất định sẽ dốc toàn lực, hít sâu một hơi nói tiểu tỷ tỷ có thể chờ mấy ngày hay không? Chờ ta xử lý xong chuyện lệ ra là có thể bắt đầu. Dù sao giải độc cho ngươi không phải ngày một ngày hai là có thể thành công, phải cần một khoảng thời gian mới được, chờ giải quyết chuyện lệ ra xong, ta cũng có thể toàn tâm toàn ý giải độc cho ngươi, không chút phân tâm. Lâu Hải Đường nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên nói cũng có lý, cũng không có gì sai, tuy nàng ta nóng lòng giải độc, nhưng đã ngàn năm trôi qua, nàng ta cũng không quan tâm phải chờ thêm mấy ngày này. Nàng ta gật đầu đồng ý, được, ta cho ngươi vài ngày. Ngàn năm dằn vặt đã qua, lại chờ mấy ngày cũng không sao. Nói tới đây Lâu Hải Đường dừng lại một chút, lật bàn tay, xuất hiện hào quang chợt lóe lên, nói, đây là lệnh bài ấn ký của ta, có cơ hội dịch chuyển tức thời 3 lần, hết 3 lần đó, nếu như ngươi vẫn gặp phải nguy hiểm, chỉ cần thầm niệm tên ta sẽ đến cứu ngươi. Tuy rằng ta không hoàn toàn để ý đến lệ gia thành tinh thần, nhưng cũng nghe nói qua rằng thế lực của bọn họ không tầm thường, có một tòa phủ viện. Tất cả đều là tán tu mà hoa linh thạch của lệ gia mời tới, nghe nói tu vi thấp nhất cũng là tu sĩ hợp thể cảnh, ngược lại đại gia chủ hiện giờ của lệ gia Lệ Thiên Tinh, là một nhân vật mà ta từng có cơ hội gặp mặt một lần, là tu vi độ kiếp cảnh hậu kỳ. Về phần có tồn tại cao thủ đã vượt qua độ kiếp cảnh ở lệ gia hay không ta cũng không biết, nhưng ngươi yên tâm, nếu thật sự có kẻ vượt qua độ kiếp cảnh xuất hiện, đến lúc đó ngươi gọi tên ta, tự nhiên ta sẽ xuất hiện giúp ngươi. Hắc thạch này ngươi cầm theo đi, 8 vạn linh thạch thượng phẩm đã xong rồi,
coi như ta đưa phí chữa bệnh cho ngươi, giờ đi giải quyết chuyện của ngươi đi, ta, a. Lâu Hải Đường đang nói chuyện cùng Dương Bách Xuyên, bất thình lình kêu một tiếng thảm thiết, thân thể co rụt lại, ngã xuống giường. Gần như không hề có dấu hiệu báo trước, Lâu Hải Đường đột nhiên sau khi hét lên thì thân thể rụt lại cong như con tôm, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán lăn dài chảy ra. A. Một khắc sau, Lâu Hải Đường rốt cuộc không nhịn được hét ra tiếng kêu thảm thiết, ngã lăn ra giường. Dương Bách Xuyên biến sắc bước lên phía trước tiểu tỷ tỷ, hắn biết độc tố bên trong Lâu Hải Đường đã phát tác, độc băng phách thiên tàm bá đạo một khi phát tác ra, sẽ khiến cho người ta trong nháy mắt biến con người ta thành một con cừu. Loại độc công kích này bắt đầu phát tác từ nguyên thần, mà nguyên thần là căn nguyên của tất cả, không có nguyên thần điều khiển, coi như là dù trong cơ thể có mênh mông chân khí đến đâu cũng không phát huy được. Hơn nữa độc băng phách thiên tàm của Lâu Hải Đường sớm đã thâm dung hợp vào nguyên thần 7 phần, mỗi một lần độc phát tác đều có thể làm cho nàng ta đau đến chết đi sống lại, tần suất phát tác độc bình thường cũng càng ngày càng lớn. Dừng, dừng lại, đừng lại đây. Dương Bách Xuyên muốn tiến lên kiểm tra, nhưng lại bị Lâu Hải Đường lên tiếng ngăn lại. Trong lòng Lâu Hải Đường vẫn không hoàn toàn tin tưởng Dương Bách Xuyên, giờ phút này. Độc nguyên thần của nàng ta không hề có dấu hiệu nào mà bỗng nhiên bộc phát, là chuyện nằm ngoài dự đoán, nhưng không có cách nào, độc băng phách bá đạo vốn dĩ trước giờ không có biện pháp áp chế. Khi độc phát tác, không có bất kỳ dấu hiệu gì, mấu chốt nhất là ở thời điểm phát độc, tất cả sức mạnh của nàng ta đều không thể thi triển, còn yếu hơn so với người bình thường. Cho nên lúc thấy Dương Bách Xuyên sắp tiến tới, nàng ta theo bản năng hét lên bảo hắn đừng lại gần. Giờ phút này nàng ta là một con cá nằm trên thớt, nếu như giờ đây Dương Bách Xuyên nhân cơ hội muốn giết nàng ta, chỉ cần một nhát chuẩn xác là có thể giết chết. Lâu Hải Đường sao có thể không sợ hãi, không căng thẳng. Dương Bách Xuyên bị Lâu Hải Đường ngăn lại, cũng sửng sốt đứng cách chỗ chiếc giường mềm mại nàng nằm hai thước. A. À. Giờ phút này toàn thân Lâu Hải Đường đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, kêu gào thảm thiết lăn lộn trên giường mềm. Dương Bách Xuyên nhìn vào cũng cảm thấy cực kỳ đáng thương cho nàng ta. Trong giới thiệu của cuốn y thuật truyền thừa do lão già để lại, độc băng phách thiên tàm được liệt vào danh sách 9 trong 10 loại kịch độc của tu chân giới, có thể tưởng tượng được lúc này Lâu Hải Đường đang phải chịu đựng sự thống khổ tới mức nào. Dương Bách Xuyên biết được nguyên thần của nàng ta đang bị độc tố rút tơ bóp kén mà cào xé, nỗi đau thống khổ vì phát độc ở mức này là bắt nguồn từ linh hồn, rất khó có thể chịu đựng. Hắn biết Lâu Hải Đường vẫn không tin hắn, những lời vừa rồi có lẽ chỉ là để trấn an hắn mà thôi. Vốn định bỏ đi, nhưng nhìn thân thể yêu kiều mềm mại của Lâu Hải Đường co rụt lại thành bộ dạng đau đớn như một con tôm, Dương Bách Xuyên lớn tiếng nói, ta mà muốn mưu hại ngươi, ngươi muốn ngăn cản cũng không được, chờ đó, ta có thể tạm thời giảm bớt đau đớn cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên tiến lên ngồi trên giường, không nói lời nào đỡ Lâu Hải Đường lên. Hít sâu một hơi ngưng tụ lực thần hồn, vung tay lên, châm bạc xuất hiện, hắn dùng lực thần hồn điều khiển châm bạc, thi triển trên toàn thân Lâu Hải Đường cực kỳ nhanh. Sau ba hơi thở, Dương Bách Xuyên dừng tay, toàn thân Lâu Hải Đường đầy châm bạc, nhưng cơ thể rốt cục không còn dãy giụa run rẩy, cũng không kêu gào thảm thiết nữa, không còn sức, nàng ta sụi lơ ở trong ngực Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên chỉ thông qua sức mạnh thần hồn, dùng châm bạc bày trận. Tạm thời áp chế độc băng phách thiên tàm phản phệ lại nguyên thần của Lâu Hải Đường. Mặc dù chỉ trị ngọn không trị được gốc, nhưng có thể giảm bớt đau đớn cho nàng ta. Lúc này mỹ nhân nằm trong lòng nhưng Dương Bách Xuyên không cảm nhận được sự ấm áp mềm mại của phái nữ, mà giống như ôm một khối băng trong lòng. Không chỉ lạnh mà còn cứng, khiến Dương Bách Xuyên run rẩy. Độc băng phách thiên tàm này ghê gớm ở chỗ khi phát độc sẽ không chết, nhưng lại khiến người ta sống không bằng chết. Rét lạnh từ nguyên thần đến cơ thể. Lâu Hải Đường mở mắt nhìn Dương Bách Xuyên, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tên nhãi này là người đầu tiên đụng chạm vào nàng ta một cách thân mật như vậy. Nếu không phải hắn đang giúp mình áp chế độc băng phách thiên tàm, thì e là lúc này mình tung một chưởng đập chết hắn rồi. Thôi bỏ đi. Buông ra, Lâu Hải Đường thều thào nói. Nàng ta đã hết đau, nhưng di chứng sau khi độc phát khiến toàn thân nàng ta không còn sức lực. Rét lạnh tận xương, lúc nói chuyện vẫn run cầm cập. Trước giờ chưa từng có người đàn ông nào ôm nàng ta vào lòng như vậy. Dáng vẻ chật vật của Lâu Hải Đường đã bày ra trước mặt Dương Bách Xuyên,
Lúc này nàng ta chỉ hy vọng Dương Bách Xuyên nhanh chóng ra khỏi phòng của mình. Đường đường là tu sĩ đại thừa kỳ, vậy mà mất hết mặt mũi rồi. Lâu Hải Đường cứ tưởng sau khi mình nói xong, Dương Bách Xuyên sẽ buông mình ra rồi đi ra ngoài. Thế nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo làm cho Lâu Hải Đường suýt hộc máu. Xoẹt! Không ngờ Dương Bách Xuyên lại xé rách lưng áo của nàng ta. Khốn kiếp, ngươi làm gì thế? Cõi lòng lạnh ngắt, Lâu Hải Đường buông lời mắng chửi. Hích, tiểu tỷ tỷ đừng sợ, ta không có hứng thú với cơ thể vừa cứng vừa lạnh của ngươi. Chẳng qua là khâu tiếp theo vẫn chưa làm xong, nếu không xử lý tốt thì sẽ tái phát, chẳng khác nào uổng công châm cứu. Ngươi đừng sợ. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, rất to gan. Nhưng hắn không nói sai, cũng có thể là do thấy Lâu Hải Đường bị hành hạ quá đáng thương, hắn rủ lòng thương Hương Tiếc Ngọc nên muốn giúp nàng ta. Độc băng phách có thuộc tính hàn, khi chất độc nguyên thần phát tác thì áp chế là chính. Nhưng hàn khí tích tụ trong cơ thể cũng không thể xem nhẹ, nếu không xử lý thì sẽ rất dai dẳng, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Lâu Hải Đường đừng hòng dùng pháp lực, nếu cưỡng chế sử dụng pháp lực thì sẽ làm cho độc nguyên thần phát tác. Ngoài ra, hàn ý trên cơ thể sẽ biến Lâu Hải Đường thành một khối băng nghìn năm, mặc dù không bị dày vò kinh khủng như nguyên thần nhưng cũng không dễ chịu. Dương Bách Xuyên to gan muốn loại bỏ hàn ý trên người Lâu Hải Đường như vậy là bởi vì hắn phải tới nhà họ Lệ, chẳng may có tình huống đột ngột phát sinh cần Lâu Hải Đường giúp đỡ, nhưng nàng ta lại bị hàn ý trong người ảnh hưởng không làm được gì, vậy thì người chịu thiệt là hắn. Cho nên hắn bắt buộc phải làm. Hắn xé rách áo của Lâu Hải Đường thật sự chỉ vì loại bỏ hàn ý mà thôi, không có tâm tư nào khác. Để tránh Lâu Hải Đường ghi thù, Dương Bách Xuyên nói rõ đầu đuôi ngọn ngành cho nàng ta nghe, vừa nói vừa ra tay, bàn tay dán vào lưng Lâu Hải Đường. Bởi vì trong truyền thừa y đạo có quá trình tìm huyệt, loại trừ hàn khí, vuốt kinh mạch. Dương Bách Xuyên không dám qua loa, cho nên lập tức ra tay. Dương Bách Xuyên nghĩ lúc này Lâu Hải Đường không nhúc nhích được. Hắn nhân cơ hội này trả thù chuyện lúc trước nàng ta đe dọa mình thì không có vấn đề gì hết. Một câu áp chế chất độc trong người ngươi là có thể lấp liếm. Tên họ Dương nào đó nghĩ sằng nghĩ xiên, có thể nhân cơ hội đùa giỡn một cao thủ đại thừa kỳ thì khỏi phải nói sảng khoái cỡ nào. Đương nhiên hắn loại bỏ hàn khí cho Lâu Hải Đường cũng là sự thật. Cảnh tượng Lâu Hải Đường đau đớn co quắp trên giường khiến tên họ Dương nào đó sinh lòng thương tiếc. Khi hai tay của Dương Bách Xuyên dán vào lưng Lâu Hải Đường, hơi nước bốc lên xì xèo. Hắn thúc giục chân khí của bản thân, mà công pháp hắn tu luyện là Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, một ý nghĩ có thể biến chân khí thành thuần dương hoặc trí âm, tạo hóa thần kỳ. Hơn nữa, thuật y đạo đặc biệt có thể giúp Lâu Hải Đường loại bỏ hàn ý, giảm bớt đau đớn cho nàng ta, giúp nàng ta khôi phục bình thường. Nói một cách chính xác là làm cho hàn khí bốc hơi. Hai tay áp sát vào làn da nhẵn mịn như ngọc của Lâu Hải Đường, nhưng hắn không cảm nhận được sự mềm mại nhẵn mịn tương xứng, mà chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương. Khiến Dương Bách Xuyên vô thức run lên, may mà hắn đang vận chuyển công pháp, có thể chống đỡ được. Thoáng cái hai bàn tay đã kết băng, đây chỉ là chuyện thứ yếu, vấn đề nan giải nhất là hàn khí trong cơ thể Lâu Hải Đường đã chui vào cơ thể hắn. Dương Bách Xuyên có cảm giác xả thân vì người khác. Nhưng còn may, cho dù hàn khí xâm nhập vào cơ thể hắn thì hắn cũng không sợ, cùng lắm cũng chỉ phiền phức chút xíu mà thôi, lát nữa hóa giải là được. Về phần Lâu Hải Đường, lúc này nàng ta đã bị Dương Bách Xuyên chọc giận suýt nhập ma, trong lòng không ngừng chửi mắng đối phương. Rõ ràng là hắn nhân cơ hội sàm sỡ mình, nàng ta hoàn toàn không tin lời giải thích của Dương Bách Xuyên. Chỉ cần mình khôi phục lại, mình nhất định sẽ băm nát tên xúc sinh này ngay lập tức. Bất kể Lâu Hải Đường hận Dương Bách Xuyên cỡ nào, bây giờ nàng ta không động đậy được, chỉ có thể nén giận, chờ lát nữa sẽ xử hắn. Khi hai bàn tay to rộng của Dương Bách Xuyên áp vào lưng Lâu Hải Đường, đầu óc nàng ta chợt trống rỗng. Hận không thể nổ chết Dương Bách Xuyên cho xong chuyện. Tuy nhiên, ngay sau đó nàng ta cảm nhận được một luồng chân khí chí dương tiến vào trong cơ thể, kèm theo đó là cảm giác thoải mái vô cùng ấm áp. Suýt chút nữa thì Lâu Hải Đường không nhịn được bật ra tiếng rên. So với sự lạnh lẽo sống không bằng chết ở một giây trước, giờ phút này luồng chân khí thuần dương tiến vào cơ thể nàng ta hệt như ánh nắng mùa đông, thoải mái khó tả. Theo thời gian trôi qua,
phần lớn hàn khí trong cơ thể Lâu Hải Đường đã được dẫn ra ngoài theo mấy khiếu huyệt chính ở lưng. Nàng ta cũng không suy nghĩ lung tung nữa, bắt đầu cố gắng điều động sức mạnh của đan điền để loại bỏ hàn khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng 3 canh giờ sau, hàn khí băng phách trong cơ thể Lâu Hải Đường rốt cuộc cũng tiêu tan hết, năng lượng trong cơ thể vận chuyển bình thường, khôi phục lại như thường. Lâu Hải Đường bỗng mở mắt ra, không biết đôi bàn tay ở sau lưng mình mà nàng ta hận không thể băm nát kia đã rời đi từ lúc nào. Nàng ta bất chợt xoay người lại, ánh mắt ngùn ngụt sát khí. Nàng ta muốn băm vằm tên xúc sinh Dương Bách Xuyên ngay lập tức. Tuy nhiên, khi Lâu Hải Đường đằng đằng sát khí xoay người lại, cảnh tượng trước mắt khiến cõi lòng nàng ta chợt run lên. Vì sao, chẳng phải sư phụ từng nói nam nhân trên đời này không có ai là người tốt, nam nhân đều là tên khốn, là kẻ tiểu nhân ích kỷ tư lợi sao? Nhưng, tại sao hắn lại? Lâu Hải Đường lẩm bẩm trong lòng, nàng ta nhìn Dương Bách Xuyên phía đối diện, sát ý bất chi bất giác biến mất không còn chút gì. Từ lúc nàng ta còn nhỏ, sư phụ đã nói với nàng ta rằng đừng bao giờ tin bất kỳ nam nhân nào, nhất là nam nhân muốn sàm sỡ mình, nếu gặp phải thì cứ giết luôn. Trên đời này không có nam nhân nào tốt cả. Sư phụ là người một tay nuôi nấng Lâu Hải Đường, dạy nàng ta tu chân, là người mà nàng ta kính trọng nhất, tin tưởng nhất. Hơn 1000 năm qua, Lâu Hải Đường luôn khắc ghi lời dạy của sư phụ, nam nhân trên đời chẳng có ai tốt cả. Trong kiếp sống tu đạo hơn 1000 năm, quả thật những nam nhân Lâu Hải Đường từng gặp đều tiếp cận nàng ta vì dục vọng, vì háo sắc giống như lời sư phụ nói, nhưng tất cả đều bị nàng ta giết chết. Lâu Hải Đường cũng tin rằng lời dạy của sư phụ không sai. Hôm nay, khi Dương Bách Xuyên xé rách áo nàng ta biết Dương Bách Xuyên cũng giống như đám nam nhân kia, chẳng phải thứ tốt lành gì, nhân lúc nàng ta bị độc phát tác mà sàm sỡ nàng ta. Hơn 1000 năm qua Lâu Hải Đường không tin tưởng chuyện nam nữ, cũng không tin tưởng tình yêu. Sư phụ từng nói người cầu đạo cần cắt đứt tình cảm và ham muốn, bấy nhiêu năm nay Lâu Hải Đường vẫn luôn cho rằng sư phụ nói đúng, nếu không nàng ta sẽ không đi được đến ngày hôm nay. Thế nhưng khoảnh khắc Lâu Hải Đường đằng đằng sát khí quay đầu lại, nhìn thấy Dương Bách Xuyên nhằm nghiền hai mắt, toàn thân run rẩy, đang ngồi vận công, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng ta nghi ngờ lời nói của sư phụ. Nàng ta đã biết những lời Dương Bách Xuyên nói trước đó không phải lừa mình. Không phải hắn nhân cơ hội làm nhục mình, mà là vì loại bỏ hàn độc cho mình. Lúc này, Lâu Hải Đường nhìn thấy trên mái tóc màu bạc của Dương Bách Xuyên đã kết một tầng băng. Hàng lông mi đen cũng kết băng, sắc mặt trắng bệch như giấy, toàn thân tỏa ra khí lạnh, chính là hàn độc băng phách trong cơ thể nàng ta. Lâu Hải Đường nào còn không rõ Dương Bách Xuyên đã dẫn hàn khí băng phách trong cơ thể nàng ta vào người hắn. Sư phụ nói sai rồi ư, hay là, hắn không giống những nam nhân khác, Lâu Hải Đường nhìn Dương Bách Xuyên đang điều tức, tự hỏi lòng. Thật ra từ đầu đến cuối nàng ta không tin lời Dương Bách Xuyên bởi vì không tin tưởng bất kỳ nam nhân nào trên thế gian này, luôn luôn tin tưởng lời dạy của sư phụ. Nhưng lúc này Lâu Hải Đường nhìn Dương Bách Xuyên, đạo tâm đột nhiên hỗn loạn. Lòng Lâu Hải Đường rối như tơ vò, nàng ta biết bất kể lời dạy của sư phụ có đúng hay không, mình cũng không thể ra tay với Dương Bách Xuyên. Thứ nhất, nàng ta phải nhờ Dương Bách Xuyên giải độc. Từ việc hắn có thể áp chế độc phát tác, Lâu Hải Đường có lòng tin rất lớn. Thứ hai, mặc dù vừa nãy Dương Bách Xuyên sờ mó nàng ta, nhưng động cơ là vì loại bỏ hàn khí trong cơ thể nàng ta, vậy thì nàng ta có lý do gì mà động đến hắn? Lâu Hải Đường nhìn Dương Bách Xuyên đang nhắm mắt, đột nhiên trong lòng trào dâng cảm giác rung động khó tả, sự rung động vô cùng kỳ lạ và rất đỗi kỳ diệu, rung động từ tận sâu trong lòng. Trong lúc Lâu Hải Đường đang thất thần, Dương Bách Xuyên thình lình mở mắt ra. Á, lúc này Lâu Hải Đường và Dương Bách Xuyên đang mặt đối mặt ngồi trên giường, khoảng cách giữa hai người rất gần. Dương Bách Xuyên mở mắt ra làm Lâu Hải Đường giật mình. Nàng ta bất giác lùi về sau, lòng kinh hoàng. Dương Bách Xuyên phun ra hàn khí, băng trên tóc và lông mi lập tức tan chảy. Phù, cuối cùng cũng hóa giải được. Tiểu tỷ tỷ, người không sao chứ? Sau khi Dương Bách Xuyên đứng dậy, thấy áo trên người Lâu Hải Đường bị mình xé rách. Hắn hơi sợ hãi. Không, không sao, ngươi đi đi, Lâu Hải Đường hơi mất tự nhiên. Ồ, được thôi,
chờ ta giải quyết chuyện Lệ gia xong sẽ tới tìm ngươi. Dương Bách Xuyên len lén liếc nhìn tấm lưng trắng nõn của Lâu Hải Đường, lòng thầm chột dạ. Mặc dù mục đích là loại bỏ hàn khí cho đối phương, nhưng dù sao hành động có hơi bạo lực, có trời mới biết Lâu Hải Đường có trở mặt hay không. Hắn đã thấy nàng ta lật mặt như lật bánh tráng rồi đấy. Dương Bách Xuyên vung tay lên, cầm tảng đá đen trên bàn rời đi. Nhưng lúc hắn đi tới cửa, giọng nói của Lâu Hải Đường vang lên sau lưng. Khoan đã! Dương Bách Xuyên căng thẳng, thầm nghĩ, lẽ nào cô nàng này muốn trở mặt? Hắn vừa nói trong lòng vừa xoay người lại, tức thì trông thấy Lâu Hải Đường ném tới một thứ, nhận lấy lệnh bài của quán trọ tinh thần, khi nào ngươi xong việc thì có thể cầm lệnh bài tới căn phòng này tìm ta. Còn nữa, sau khi nhỏ máu vào ngọc bài ấn ký mà ta đưa cho ngươi, chỉ cần thôi động chân khí là có thể sử dụng 3 lần. Lúc cần thiết hãy thôi động ngọc bài ấn ký và gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện. Ngươi đi đi. Lâu Hải Đường nói xong, Dương Bách Xuyên đã bắt được một tấm lệnh bài màu tím, trên đó có 4 chữ quán trọ tinh thần. Nghe nàng ta nói xong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra ngoài. Khi ra ngoài, Dương Bách Xuyên mới phát hiện mình đã ở trong phòng riêng của Lâu Hải Đường tròn một ngày, giờ đã là đêm khuya. Sau khi Dương Bách Xuyên ra khỏi phòng riêng của Lâu Hải Đường, đột nhiên hắn cảm nhận được có rất nhiều linh thức thoáng lướt qua người mình. Hắn lập tức hiểu ra bọn họ đều là người tham dự buổi bán đấu giá ngày hôm nay. Không ngờ bọn họ vẫn chưa rời đi. Dương Bách Xuyên buồn cười. Hắn biết mình bị Lâu Hải Đường chủ nhân của quán trọ tinh thần gọi tới, có lẽ rất nhiều người cho rằng mình sẽ bị Lâu Hải Đường chặt thành 8 mảnh. Bây giờ mình nghênh ngang ra khỏi phòng riêng của Lâu Hải Đường chắc hẳn sẽ khiến rất nhiều người ngạc nhiên rớt cả tròng mắt. Chẳng những mình không bị làm sao, trái lại còn ở trong phòng riêng của Lâu Hải Đường đến tối mới đi ra ngoài. Trong này có quá nhiều không gian để tưởng tượng. Dương Bách Xuyên nhếch miệng, đi vào phòng thuê của mình lúc trước. Hắn sắp rời đi, phải dẫn theo 4 tiểu hồ yêu. Hắn đã mua 4 người họ thì sẽ giúp đỡ họ đến cùng. Tham kiến chủ nhân. Chào chủ nhân. 4 tiểu hồ yêu thấy Dương Bách Xuyên bình yên trở về, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nghĩ, khó khăn lắm mới gặp được Bồ Tát sống như Dương Bách Xuyên cứu mình ra khỏi biển lửa, bọn họ không mong muốn Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện gì, nếu không số phận của cả 4 người sẽ trở lại quỹ tích trước kia. Ha ha, yên tâm đi, ta không sao. Các ngươi cũng sẽ không sao. Đây là 4 lệnh bài yêu nô của các ngươi, bây giờ các ngươi tự do rồi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa phá hủy 4 lệnh bài cấm chế yêu nô của 4 tiểu hồ yêu, giải trừ cấm chế phong ấn trên người bọn họ. Đến lúc này, 4 tiểu hồ yêu đã khôi phục tự do thân thể. Trên người 4 tiểu hồ yêu lập tức phát ra yêu khí, cả 4 đều có tu vi cảnh giới Nguyên Anh. Lệnh bài yêu nô là chìa khóa khống chế bọn họ. Bây giờ Dương Bách Xuyên phá hủy nó, trả lại tự do cho 4 người họ. Lệnh bài yêu nô là thứ then chốt trói buộc vận mệnh và tu vi của bọn họ. Nhân tộc nô dịch yêu tộc dựa vào việc sử dụng pháp thuật cưỡng chế, làm thành lệnh bài yêu nô. 4 tiểu hồ yêu đã lấy lại tự do thân thể, ai nấy đều vui mừng. Bọn họ nghe thấy Dương Bách Xuyên nói trả lại tự do cho mình, mắt đều đỏ hoe. Được rồi, từ giờ trở đi các ngươi tự do rồi. Trở về tộc đàn của mình đi, sau này cẩn thận chút, đừng để bị người ta bắt. Dương Bách Xuyên bỏ ra linh thạch mua bọn họ cũng không có tâm tư nào khác. Chẳng qua là hắn thấy 4 tiểu hồ yêu còn nhỏ nên động lòng trắc ẩn, và lại chuyện này cũng chỉ là tiện tay nên hắn sẵn lòng làm. Không phải hắn mua 4 người họ để tiếp tục nô dịch bọn họ. Nếu thật sự làm vậy thì hắn không phải là Dương Bách Xuyên. Hắn chỉ muốn lòng bình yên mà thôi. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, 4 tiểu hồ yêu ngây ngẩn cả người, không ngờ Dương Bách Xuyên lại thật sự trả lại tự do cho mình. Có thể nói điều này đã lật đổ nhận thức của họ về nhân tộc. Trong suy nghĩ của 4 người họ, Dương Bách Xuyên mua bọn họ từ quán trọ thì bọn họ cũng chỉ đổi một chủ nhân khác mà thôi, nhưng dù sao cũng tốt hơn làm trâu làm ngựa ở quán trọ tinh thần, thậm chí có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thật ra 4 tiểu hồ yêu rất vui khi Dương Bách Xuyên mua bọn họ. Bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện Dương Bách Xuyên sẽ thả mình đi. Sau một hồi im lặng, 4 tiểu hồ yêu nhìn nhau, thế rồi dường như bọn họ đã đưa ra một quyết định, tiểu hồ yêu cầm đầu dẫn theo những người khác quỳ xuống, tạ ơn chủ nhân đã giúp đỡ. Tộc nhân của 4 tỷ muội chúng ta người thì chết, kẻ thì phân tán các nơi,
hồ cốc cũng bị người ta phá hủy rồi. Giờ đây chúng ta đã không có nhà để về, cầu xin chủ nhân thu nhận chúng ta. Bốn tỷ muội chúng ta cam tâm tình nguyện hầu hạ chủ nhân, chỉ xin chủ nhân cho chúng ta một chỗ an thân. Cho dù bây giờ chúng ta trở về, chưa nói tới tộc nhân khác có còn ở đó không, nơi núi cao mênh mông cuối cùng chúng ta cũng bị yêu tộc khác ăn thịt hoặc là bị nhân tộc săn bắt mà thôi, không có đường sống. Cầu xin chủ nhân thương xót chúng ta. Bốn tiểu hồ yêu vừa nói vừa dập đầu với Dương Bách Xuyên, chán đổ máu. Dương Bách Xuyên không ngờ bốn tiểu hồ yêu lại nói vậy, hơn nữa còn chủ động giao ra ấn ký nguyên thần của bọn họ, ý là cam tâm tình nguyện ký kết khế ước. Hắn nhìn bốn tiểu hồ yêu, nghe các nàng nói chuyện. Hắn suy nghĩ thật kỹ, cũng cảm thấy đúng là như thế. Bây giờ họ không có tộc nhân che chở, ở Sơn Hải giới tu vi cảnh giới Nguyên Anh được coi là đại yêu khá mạnh, nhưng ở tu chân giới thì chỉ là tiểu yêu mà thôi. Cho dù trở về núi cũng khó tránh khỏi bị yêu tộc khác ăn thịt hoặc là bị nhân tộc bắt lần nữa. Thế giới yêu tu tàn khốc hơn nhân loại, người phù hợp mới sống sót được. Hắn mua lại bốn tiểu hồ yêu nhằm cứu người, nhưng nếu thả bỏ đi, có lẽ họ thật sự không sống được lâu. Dương Bách Xuyên nhìn bốn tiểu hồ yêu đáng thương, thở dài một tiếng, sau đó thầm niệm trong đầu, thu ấn ký nguyên thần của họ xem như đã ký kết khế ước chủ tớ. Hắn biết nếu không thu ấn ký nguyên thần của bốn người họ, thì họ sẽ không yên tâm. Chỉ bằng cứ để cho bọn họ yên tâm, dù sao cũng chỉ là bốn tiểu yêu mà thôi. Đứng lên đi, đã vậy thì sau này các ngươi cứ đi theo ta sẽ cho các ngươi một môi trường tu luyện yên ổn. Dương Bách Xuyên cho bốn tiểu hồ yêu một liều thuốc yên tâm. Sau khi tinh thần môn khôi phục sẽ tuyển đệ tử mới, thu nhận bốn tiểu hồ yêu không thành vấn đề. Bốn tiểu hồ yêu mừng rỡ, vội vàng bái lạy, cảm ơn chủ nhân đã thu nhận. Các ngươi có tên không? Lúc trước Dương Bách Xuyên nghe Nguyễn Linh Hoa gọi các nàng là Xuân, Hạ, Thu, Đông, tất nhiên chỉ là danh hiệu. Hắn đã thu nhận bốn người họ thì sẽ coi là người mình, có một cái tên tốt hơn là danh hiệu. Tiểu hồ yêu cầm đầu lắc đầu đáp, chúng ta không có tên, quán trọ chỉ đặt danh hiệu Xuân, Hạ, Thu, Đông cho chúng ta. Thế thì ta đặt tên cho các ngươi nhé, xem như bắt đầu lại từ đầu. Lấy tên Đào Bảo Tao Bao, Vi Tín, Uy Chát, Vật Lưu, Hậu Cần, Khoái Đệ chuyển phát nhanh đi. Đào Bảo, Vi Tín, Vật Lưu, Khoái Đệ tạ ơn chủ nhân ban tên. Mặc dù bốn tiểu hồ yêu không biết cái tên chủ nhân ban cho mình có ý nghĩa gì, nhưng vẫn cực kỳ vui vẻ. Sau này họ có tên của mình rồi. Dựa theo thứ tự đặt tên, lão nhị Vi Tín khá hoạt bát đánh bạo hỏi, chủ. Chủ nhân, tên của chúng ta có ý nghĩa gì? Ví dụ tên của ta. Khụ khụ, đừng hỏi nhiều. Ở quê hương của ta, tên của các ngươi là danh từ thời đại mới. Các ngươi chỉ cần biết tên của mình rất hay là được. Tên họ Dương nào đó chỉ muốn thỏa mãn thú vui tệ hại của mình mà thôi, cũng có thể nói là vì nhớ quê nên nhất thời nổi hứng đặt cho bốn tiểu hổ yêu những cái tên này. Chuyện về bốn tiểu hổ yêu coi như đã được giải quyết xong, 8 vạn linh thạch thượng phẩm cũng không còn là vấn đề nan giải, tạm thời đạt thành hiệp nghị với Lâu Hải Đường. Dương Bách Xuyên luyện đan giải độc của nàng ta. Lâu Hải Đường miễn cho hắn 8 vạn linh thạch thượng phẩm, còn hứa hẹn nếu Dương Bách Xuyên gặp được nguy hiểm ở chuyện lệ ra nàng ta sẽ ra tay hỗ trợ. Lần này cũng coi như thu hoạch không nhỏ, thật ra mục đích chính khi đi vào Tửu Lầu Tinh Thần là đi theo Lệ Bách Trì để thăm dò lệ ra, không ngờ sẽ xuất hiện nhiều biến cổ nhỏ như vậy. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên, hắn đã đạt được mục đích. Hiểu biết về lệ gia, biết lệ gia không có khả năng sẽ thần phục tinh thần môn. Cũng biết ở thành tinh thần còn có một gia tộc hoàng phủ có thể sánh ngang với lệ gia, cũng tiếp xúc với huynh đệ hoàng phủ Vân Phi, ấn tượng không tệ, làm Dương Bách Xuyên nghĩ đến một vấn đề, bước tiếp theo muốn thử tiếp xúc với hoàng phủ Vân Phi. Bởi vì hắn muốn sau khi thu thập lệ gia, cần phải có một gia tộc thay thế địa vị của lệ gia ở thành tinh thần, dù sao tinh thần môn cũng chỉ là tông môn, nói đến cùng tranh đoạt thành tinh thần chỉ có 2 lý do. Đầu tiên diệt lệ gia là để tuyên thệ tinh thần môn sắp trở lại trưởng quản 100 vạn tông môn trong đại địa tinh thần, thứ hai là vì muốn có được trận truyền tống, hoặc nói cách khác là vì linh thạch. Mỗi một tu sĩ muốn đi qua thành trận truyền tống của thành tinh thần cần phải trả phí linh thạch cho thành tinh thần mới được, mà linh thạch là tài nguyên tu luyện. Thứ tinh thần môn muốn là phần ích lợi này. Xử lý thành tinh thần cần có một thế lực như gia tộc hoàng phủ, hiện tại tinh thần môn khan hiếm đệ tử,
cũng yêu cầu người, mà gia tộc Hoàng Phủ và Lệ Gia là đối thủ một mất một còn, đối với Dương Bách Xuyên đây chính là cơ hội tốt, có thể hợp tác. Hắn mang theo người của tinh thần môn giải quyết Lệ Gia, nếu có thể có được sự duy trì của gia tộc Hoàng Phủ thì quá tốt, xong việc để cho gia tộc Hoàng Phủ trở thành thành chủ của thành tinh thần, theo lệ thường cống nạp linh thạch cho tinh thần môn là được. Dương Bách Xuyên cảm thấy gia tộc Hoàng Phủ sẽ suy xét cuộc mua bán này. Nhưng tiền đề là phải tiếp xúc được với gia tộc Hoàng Phỉ, mà vừa lúc huynh muội Hoàng Phủ Vân Phi đang ở trong tử lầu, hai bên còn từng gặp mặt một lần, đây là một cơ hội. Nói với Đào Bảo, đi tìm Nguyễn Linh Hoa hỏi giúp ta xem huynh muội Hoàng Phủ còn ở đây không, nếu còn ở thì nói giúp ta muốn mời huynh muội Hoàng Phủ. Vâng chủ nhân, Đào Bảo sẽ đi tìm Nguyễn Linh Hoa. Đi đi. Mấy người Lý Phượng Ngọc còn chưa gửi tin tức đến, hoặc còn chưa tới hoặc đang chuẩn bị vào thành, Dương Bách Xuyên chỉ có thể chờ các nàng, sau khi đến đủ sẽ đi Lệ Gia. Sau khi uống sạch một ly linh tử, Dương Bách Xuyên lấy ra hắc thạch giá trị 8 vạn linh thạch thượng phẩm từ trong không gian Hồ Càn Khôn. Chính Hồ Càn Khôn đã cảm ứng được tảng đá này, nếu không ở trong mắt Dương Bách Xuyên đây chỉ là một cục đá bình thường, nhiều nhất là có chút linh khí. Nhưng cầm trong tay cũng không nhìn ra nó là chí bảo gì, vừa lúc rảnh cầm lên nghiên cứu. Vừa mở hộp ra đột nhiên Hồ Càn Khôn trên cánh tay trái nóng rát, Dương Bách Xuyên cười khổ, cho đến nay Hồ Càn Khôn có một cái thói quen hư, chỉ cần coi trọng thứ gì sẽ cắn nuốt thứ đó. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị tinh thần khối hắc thạch giá 8 vạn linh thạch thượng phẩm bị Hồ Càn Khôn cắn nuốt dù chưa biết nó là gì. Kết quả hắn cầm trên tay nửa ngày, Hồ Càn Khôn lại không cắn nuốt. Ngược lại đồ án Hồ Càn Khôn càng thêm nóng rực. Độ nóng lên đến cực hạn, ngay lập tức cả người chấn động, sau đó nhiệt độ nóng rát trên cánh tay trái di chuyển lên hai mắt. A! À. Dương Bách Xuyên không nhịn được kêu thảm thiết, hắn cảm giác hai mắt của mình giống như bị đốt cháy, vừa nóng vừa đau. Xong rồi, mắt sắp mù. Đây là phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên. Cũng may loại nóng rát này chỉ chợt lóe rồi biến mất. Sau đó biến mất không thấy. Nhưng nước mắt của Dương Bách Xuyên vẫn chảy ào ào. Hắn không rõ, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Nhưng lại phát hiện nhiệt độ nóng rát trên cánh tay trái đã biến mất. Lúc này đột nhiên Dương Bách Xuyên nghĩ đến, đôi mắt bị bỏng rát chính là kiệt tác của Hồ Càn Khôn. Không lẽ Hồ Càn Khôn khó chịu ta, muốn làm hỏng đôi mắt của ta? Dương Bách Xuyên suy nghĩ miên man. Chưa bao giờ hắn hiểu rõ được Hồ Càn Khôn, đừng nói ngay cả sư phụ Vân Thiên Tà cũng không nói rõ được lai lịch của Hồ Càn Khôn, đừng nói hiểu rõ. Lúc trước phớt ra Hồ Càn Khôn ở trong hồ công viên, nó liền chạy lên tay trái của hắn, sau khi hóa thành đồ đằng, chỉ xuất hiện không gian Hồ Càn Khôn, trong không gian Hồ Càn Khôn lại xuất hiện nước sinh mệnh và linh đào. Tất nhiên cũng cứu Mai Tỷ, đưa linh hồn của Mai Tỷ vào người Long Ngư, cuối cùng giúp Mai Tỷ hóa thành Kim Long. Còn có Càn Khôn Tôi Thể Quyết và Càn Khôn Tạo Hóa Công đều xuất phát từ Hồ Càn Khôn, khác ở chỗ Càn Khôn Tạo Hóa Công được sư phụ truyền thụ, nhưng cuối cùng đều đạt được từ Hồ Càn Khôn. Còn Càn Khôn Tôi Thể Quyết lại tự động xuất hiện trong đầu Dương Bách Xuyên sau khi hắn tu luyện. Từ trước đến nay thầy trò Dương Bách Xuyên chưa bao giờ suy nghĩ xuyên thấu tìm hiểu sự thần bí của Hồ Càn Khôn, ngay cả không gian Hồ Càn Khôn, đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu hết được. Chỉ biết mỗi một lần Hồ Càn Khôn cắn nuốt lực lượng thăng cấp sẽ có biến hóa mới. Hiện tại lại nóng đến tận hai mắt của mình. Dương Bách Xuyên vội vàng thử mở to mắt. Nhưng tầm nhìn của Dương Bách Xuyên chỉ là sương mù, mờ mờ ảo ảo. Xong rồi, hai mắt bị nóng mù. Dương Bách Xuyên khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, bên tàu vang lên tiếng hô kinh sợ của lão nhị Vi Tín. A, chủ nhân, mắt người đang chảy máu. Vi Tín vội vàng nói, tam muội tứ muội, nhanh lau giúp chủ nhân. Tốc độ của ba tiểu hồ yêu rất nhanh, đi đến lau vết máu trong mắt giúp Dương Bách Xuyên. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên muốn nói hai mắt đã mù, lau còn có tác dụng gì. Kết quả sau khi ba tiểu hồ yêu nhẹ nhàng chà lau hai mắt, hắn lại nhìn thấy được. Điều này làm cho người nào đó vô cùng vui vẻ. Má ơi, sợ bóng sợ gió một hồi, thì ra là bị vết máu che lấp. Trách không được không nhìn rõ gì cả. Nói thầm trong lòng, cũng hiểu rõ nhiệt độ cực nóng vừa rồi của Hồ Càn Khôn làm mắt hắn chảy máu nên mới nhìn không rõ.
Dù sao đôi mắt không sao là tốt rồi, thật sự dọa chết hắn. Vui vẻ khen ba tiểu hồ yêu một câu, sau đó vừa quay đầu Dương Bách Xuyên bị chấn động mạnh. Lúc này hắn vẫn ngồi cầm hắc thạch trong tay như lúc này, nhưng vừa quay đầu, ánh mắt dừng trên hắc thạch, hắn lại thấy được gì đó bên trong hắc thạch. Dương Bách Xuyên vô cùng xác định, lúc trước hắn chỉ thấy hắc thạch là hắc thạch, dùng linh thức nhìn cũng không nhìn ra được bên trong hắc thạch có gì, nhưng lúc này dùng đôi mắt hắn lại thấy được 3 cm dưới lớp vỏ ngoài của hắc thạch là cục đá tản ra ánh sáng ngũ sắc. Một khối căn nguyên thạch, to bằng một quả dưa hấu nhỏ. Bởi vì lần đầu tiên đi vào Sơn Hải giới hắn bị bắt đi quặng mỏ đào linh thạch, hắn đã từng gặp qua cục đá này, giống khối đá này như đúc, chỉ khác ở chỗ khối căn nguyên thạch đào được lúc trước ở quặng mỏ chỉ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng hiện tại khối đá này lại to như một quả dưa hấu. Xong rồi, mắt sắp mù. Đây là phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên. Cũng may loại nóng rát này chỉ chợt lóe rồi biến mất, sau đó biến mất không thấy. Nhưng nước mắt của Dương Bách Xuyên vẫn chảy ào ào. Hắn không rõ, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Nhưng lại phát hiện nhiệt độ nóng rát trên cánh tay trái đã biến mất. Lúc này đột nhiên Dương Bách Xuyên nghĩ đến, đôi mắt bị bỏng rát chính là kiệt tác của Hồ Càn Khôn. Không lẽ Hồ Càn Khôn khó chịu ta, muốn làm hỏng đôi mắt của ta? Dương Bách Xuyên suy nghĩ miên man. Sau khi nhiệt độ cực nóng của Hồ Càn Khôn chuyển đến hai mắt đau đớn, chảy máu, sau đó hắn có thể nhìn thấu căn nguyên thạch được bao vây bên trong hắc thạch. Dương Bách Xuyên có chút kích động, đây là mắt gì? Không lẽ là Càn Khôn nhãn? Tình cả lần này, đây là lần thứ hai Hồ Càn Khôn cho hắn một đồ vật. Lần đầu tiên là Càn Khôn tôi thể quyết xuất hiện ở trong đầu, lần này cũng coi như là một loại thiên phú thần thông. Càn Khôn nhãn, Dương Bách Xuyên cảm giác cái tên này rất phù hợp. Linh thức cũng coi như có thể nhìn đồ vật, nhìn thấu bản chất của sự vật, nhưng thỉnh thoảng linh thức cũng có hạn chế, ở nơi mà linh thức bị che chắn thì sẽ không nhìn thấu được. Nhưng đôi mắt bị Hồ Càn Khôn cải tạo lại có thể không bị hạn chế. Ví dụ như hắc thạch, lúc bán đấu giá Dương Bách Xuyên đã dùng linh thức để quan sát nhưng lại không nhìn thấu được gì, chỉ có thể cảm giác được linh khí mỏng manh ở trong hắc thạch. Thật ra rất nhiều người trong phòng bán đấu giá đã thử qua việc này, nhưng không ai nhìn thấu được bên trong hắc thạch là thứ gì, bao gồm cả Dương Bách Xuyên. Hắn dám liều mạng tranh hắc thạch với giá 8 vạn hoàn toàn bởi vì Hồ Càn Khôn cảm ứng được. Nhưng hiện tại hắn có thể nhìn thấu bản chất của Hồ Càn Khôn, bên trong là một khối căn nguyên thạch to, chứa đựng năng lượng khổng lồ tinh khiết. Đây là đôi mắt độc đáo được Hồ Càn Khôn ban cho, hoặc nói cách khác đây là đôi mắt đã được Hồ Càn Khôn rèn luyện, là một đôi mắt có thiên phú thần kỳ. Chưa từng nghĩ đến có một ngày Hồ Càn Khôn còn sẽ ban cho chính mình một thiên phú thần thông. Đây là niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng kích động đến mức không thể nói thành lời. Ở trong lòng hắn, Càn Khôn nhãn sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nếu lúc này có thể xuất hiện Càn Khôn nhãn, vậy tiếp theo cái gì sẽ xuất hiện? Giống như không gian Hồ Càn Khôn, ngay từ đầu chỉ là một không gian rất nhỏ, sau vài lần Hồ Càn Khôn cắn nuốt các loại thiên tài địa bảo và thăng cấp, không gian lần lượt phóng to, cũng xuất hiện nước sinh mệnh và linh đào. Dương Bách Xuyên còn nghĩ trong không gian Hồ Càn Khôn sẽ xuất hiện thêm linh vật cũng cấp bậc với nước sinh mệnh và linh đào, vẫn luôn chờ đợi nhưng lại chưa từng xuất hiện. Không ngờ hôm nay hắn lại có được một đôi Càn Khôn nhãn có thể nhìn thấu bản chất sự vật. Chính xác hơn là hai mắt của hắn đã bị Hồ Càn Khôn cải tạo, hai mắt vẫn là của chính mình, chỉ nhiều thêm một thiên phú. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên, đây chính là biến hóa lớn nhất của Hồ Càn Khôn. Từ đầu đến cuối Dương Bách Xuyên vẫn luôn biết rõ sự thần bí của Hồ Càn Khôn, Hồ Càn Khôn có linh, nhưng quá mức cao ngạo, cảm giác như rất chướng mắt hắn. Nhưng sau khi tu vi hắn dần tăng lên, cùng với sự biến hóa của đôi mắt hôm nay, Dương Bách Xuyên cảm giác Hồ Càn Khôn đã dần tán thành mình. Hắn tin tưởng tu vi của bản thân càng cường đại, sẽ có một ngày khăn che mặt thần bí của Hồ Càn Khôn sẽ hoàn toàn phơi bày ra trước mắt chính mình. Hôm nay Hồ Càn Khôn cải tạo đôi mắt của hắn, xuất hiện thần thông Càn Khôn nhãn, vậy tiếp theo thì sao? Thiên phú thần thông gì sẽ xuất hiện? Dương Bách Xuyên vô cùng mong đợi vào điều này. Không thể nghi ngờ sự tồn tại của đôi mắt này sẽ có trợ giúp rất lớn cho tu vi của hắn.
Ví dụ như khối hắc thạch hôm nay, ngay cả linh thức cũng không nhìn thấu được nó, nhưng đôi mắt này liếc một cái lại có thể nhìn ra. Ngẩng đầu nhìn về phía ba tiểu hồ yêu, ở trong mắt hắn, có ba con bạch hồ xuất hiện. Đôi mắt này còn có tác dụng thần kỳ gì, điều này yêu cầu Dương Bách Xuyên tự mình phát hiện. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh của lão đại Đào Bảo, nói chủ nhân, Hoàng Phủ Công Tử đến rồi. Dương Bách Xuyên thu hồi tầm mắt, vung tay thu hắc thạch lại, nói, nhanh mời vào. Lần này là một lần hiếm thấy Hồ Càn Khôn không cắn nuốt một khối nguyên thạch to như vậy, điều này làm cho trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng thoải mái. Có khối căn nguyên thạch này, chờ cơ hội đến hắn có thể đánh sâu vào trạm kiểm soát của hợp thể cảnh. Mở cửa phòng thuê, Đào Bảo dẫn theo huynh muội Hoàng Phủ Vân Phi vào. Người đến là khách, Dương Bách Xuyên đứng dậy chào hỏi, chào mừng hai vị đạo hữu Hoàng Phủ. Dương đạo hữu khách khí, không biết tìm huynh muội ta đến có gì chỉ bảo. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Phủ Vân Phi trực tiếp dò hỏi, thật ra huynh muội bọn họ cũng vô cùng tò mò tại sao Dương Bách Xuyên có thể bình yên đi ra khỏi phòng thuê của Lâu Hải Đường. Không lẽ Dương Bách Xuyên này là đệ tử của một thế lực đứng đầu hay thánh địa gì đó? Nếu không không thể lấy ra 8 vạn linh thạch thượng phẩm, lâu chủ thần bí của Tửu Lâu Tinh Thần có thể để hắn bình yên đi ra. Đây là điểm tò mò lớn nhất của huynh muội Hoàng Phủ, hơn nữa không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ cho người mời huynh muội bọn họ đến đây. Hai huynh muội cũng tò mò về Dương Bách Xuyên nên sẽ không quyết tuyệt. Dương Bách Xuyên nghe Hoàng Phủ Vân Phi dò hỏi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười vẫy tay ý bảo 4 tiểu hồ yêu đi xuống trước. Chờ 4 tiểu hồ yêu rời khỏi đây, Dương Bách Xuyên nâng chén rượu ý bảo huynh muội Hoàng Phủ Vân Phi uống rượu, còn âm thầm dùng càn khôn nhãn đánh giá hai người. Ở trong mắt hắn, hắn thấy được Hoàng Phủ Vân Phi vẫn là hợp thể cảnh trung kỳ, nhưng chân khí trong cơ thể lại vô cùng khổng lồ. Dương Bách Xuyên lại có chút kinh ngạc về Hoàng Phủ Vân Hà, Dương Bách Xuyên thấy được một lực lượng độc đáo trong huyết mạch của Hoàng Phủ Vân Hà, tương tự như Thương Vũ Tình, không ngờ Hoàng Phủ Vân Hà lại là tiên thiên huyết mạch giả. Nếu dùng linh thức để quan sát hai người, vừa không lễ phép vừa là điều tối kỵ, nhưng càn khôn nhãn lại không chịu ảnh hưởng, đối phương sẽ không phát hiện được. Lúc hắn trộm đánh giá, quả nhiên hai huynh muội không lộ ra điều gì khác thường, điều này thuyết minh Dương Bách Xuyên dùng càn khôn nhãn đánh giá bọn họ không phát hiện được. Đây là một thiên phú vô cùng ghê gớm, có thể tưởng tượng được sau này đi thám hiểm, trong tình huống người khác không thể sử dụng linh thức được. Có một càn khôn nhãn sẽ là một ưu thế lớn của hắn. M thầm áp xuống vui sướng trong lòng, Dương Bách Xuyên vừa định mở miệng nói chuyện, không ngờ Hoàng Phủ Vân Hà lại nhìn Dương Bách Xuyên, nói thẳng, này, nhà giàu mới nổi, có thể nói cho ta biết khối hắc thạch ngươi tranh được là bảo vật gì không? Tiểu muội không được vô lễ, Dương đạo hữu có tên. Hoàng Phủ Vân Phi quát lớn, hắn ta thật sự đau đầu với vị muội muội này, luôn miệng gọi người ta là nhà giàu mới nổi. Nếu gặp phải người có tính tình kém, chắc chắn sẽ trở mặt. Mặc dù Hoàng Phủ Vân Phi liếc mắt một cái có thể nhìn ra được Dương Bách Xuyên là tu sĩ phân thần cảnh đại viên mãn, nhưng Hoàng Phủ Vân Phi lại cảm nhận được sự khác biệt, hơn nữa có thể bình yên không có chuyện gì đi ra được phòng thuê của Lâu Hải Đường, chứng minh hoặc trên người Dương Bách Xuyên có một lượng linh thạch rất lớn, hoặc hắn chính là đệ tử của một thế lực lớn nào đó, dù là loại nào, loại người này đều không đơn giản, không nên trêu chọc thì tốt hơn. Nhưng muội muội Vân Hà lại luôn miệng gọi Dương Bách Xuyên là nhà giàu mới nổi, Hoàng Phủ Vân Phi sợ chọc giận hắn. Dương Bách Xuyên lại không quá để ý, lúc hắn đến tầng 3 của Tửu Lâu Tinh Thần đã định vị bản thân là nhà giàu mới nổi, hơn nữa hiện tại còn cố ý tiếp xúc với huynh muội Hoàng Phủ, hắn không thèm để ý Hoàng Phủ Vân Hà gọi mình là nhà giàu mới nổi. Vẫy tay với Hoàng Phủ Vân Phi, ý bảo không sao cả, sau đó nhìn thẳng vào Hoàng Phủ Vân Hà, nhếch miệng cười nói. Hoàng Phủ cô nương, ta tên là Dương Bách Xuyên, như vậy chắc các ngươi cũng điều tra qua ta, ha ha, còn việc hắc thạch là bảo vật gì, ta có thể nói cho ngươi nhưng tiền đề là ngươi phải trả lời trước tại sao huynh muội các ngươi lại muốn đấu giá khối hắc thạch này. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ lúc đó Hoàng Phủ Vân Phi cũng đấu giá hắc thạch, chắc chắn cũng đã nhìn ra chỗ khác biệt của hắc thạch, nếu không sẽ không cạnh tranh với Lệ Bách Chỉ như vậy. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, Hoàng Phủ Vân Phi không phải là người không ổn trọng như vậy. Hoàng Phủ Vân Hà nghĩ sao nói vậy, thật ra ta cũng chỉ nhìn ra được một chút da lông, bên trong hắc thạch có một tia sáng, rất mơ hồ,
không quá xác định nên ta mới bảo ca ca ta ra tay đấu giá. Nghe qua ý của Hoàng Phủ Vân Hà, hình như nàng ta cũng có hai mắt có thể nhìn thấu bản chất, chẳng qua không nhìn rõ hết được. Lúc này trong lòng cũng đoán được chín phần, huyết mạch thần thông của Hoàng Phủ Vân Hà cũng là đôi mắt. Một bên Hoàng Phủ Vân Phi lại không biết làm gì với tính cách không hề để tâm của Hoàng Phủ Vân Hà, số người biết được muội muội là tiên thiên huyết mạch giả không nhiều lắm, có thể bảo mật sẽ cố bảo mật, không nghĩ đến Dương Bách Xuyên vừa hỏi, muội muội lại thuận miệng nói ra, người khác có thể biết được thiên phú của nàng, tương đương bại lộ át chủ bài. Cho nên Hoàng Phủ Vân Phi vội vàng ho khan, đánh gãy lời nói của muội muội, nói sang chuyện khác, Dương đạo hữu có thể cho tại hạ biết bên trong hắc thạch là thứ gì được không? Dương Bách Xuyên nhìn ánh mắt của Hoàng Phủ Vân Phi, biết chính mình không nên hỏi nhiều, cười ha ha nói, thật ra cũng không có gì, bên trong hắc thạch là một khối căn nguyên thạch, ta cũng có được thiên phú của Như Lệnh muội cho nên có thể nhìn thấy được. Cái gì, căn nguyên thạch? Hoàng Phủ Vân Phi kinh ngạc lên tiếng, hắn ta biết giá trị của căn nguyên thạch, đừng nói 80000 linh thạch thượng phẩm, lại nhiều hơn cũng đáng. Ai cũng biết, thế giới nhỏ chủ yếu lấy linh thạch hạ phẩm làm chủ, ở tu chân giới. Thứ kém nhất cũng là linh thạch trung phẩm, trên nữa là thượng phẩm, cao nhất là cực phẩm. Linh thạch có cấp bậc càng cao thì càng chứa nhiều linh khí tinh khiết, nhất là linh thạch cực phẩm rất hiếm có, căn bản là không ai lấy ra để giao dịch, bởi vì linh khí bên trong linh thạch cực phẩm là tinh khiết nhất. Có thể nói, trên cơ bản thì tài nguyên linh thạch cao cấp đều bị những thế lực đứng đầu nắm giữ, thế nên rất hiếm gặp. Nhưng linh thạch dù có tốt tới đâu thì cũng là năng lượng của đất trời mà thôi. Trên linh thạch cực phẩm còn có một loại đá cất chứa năng lượng còn tinh khiết hơn chính là đá căn nguyên. Nói đúng hơn, đá căn nguyên mới chính là vương giả của sức mạnh ngũ hành, được xưng là viên đá có lực lượng gần với tiên thạch nhất. Thứ bên trong chính là một trong những căn nguyên của sức mạnh ngũ hành, ví dụ như căn nguyên của kim, mộc. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên lại nói, bên trong hắc thạch chính là đá căn nguyên, lại còn to bằng quả dưa hấu. Cho dù là Hoàng Phủ Vân Phi thì cũng không khỏi ghen tị. Chẳng trách Dương Bách Xuyên lại dám dùng 80000 linh thạch để đổi lấy đá đen, nhưng điều khiến cho Hoàng Phủ Vân Phi tò mò nhất là vì sao Dương Bách Xuyên lại biết được, đá đen kia chính là đá căn nguyên. Mặc dù Dương Bách Xuyên nói, hắn có con mắt giống như muội muội, có thể nhìn thấu được, nhưng Hoàng Phủ Vân Phi cũng không tin lắm, trong thiên hạ này, chẳng nhẽ nhiều người có huyết mạch tiên thiên như vậy sao? Nhưng mà... Hoàng Phủ Vân Phi cũng không tiện hỏi vấn đề này, hắn biết đây là cơ duyên của Dương Bách Xuyên, người dám dùng 80000 linh thạch để đổi lấy một tảng đá đen, không phải ai cũng có thể quyết đoán như vậy. Hơn nữa, lúc này Hoàng Phủ Vân Phi lại suy nghĩ tới bối cảnh sau lưng Dương Bách Xuyên, có lẽ là một thế lực đứng đầu nào đó, hoặc là đệ tử từ thánh địa, nếu không thì sao có thể bình an vô sự đi ra từ trong phòng của lâu chủ Tửu Lâu Tinh Thần. Hâm mộ hay không không quan trọng. Hoàng Phủ Vân Phi tới đây là vì có ý muốn kết giao với Dương Bách Xuyên, mà đến tận bây giờ Dương Bách Xuyên cũng không nói vì sao lại mời huynh muội hắn tới. Sau khi chúc mừng Dương Bách Xuyên lấy được chí bảo, Hoàng Phủ Vân Phi hỏi, không biết Dương đạo hữu tìm tới huynh muội ta vì chuyện gì? Có chuyện cần giúp xin cứ nói thẳng, nếu làm được thì huynh muội ta sẽ không chối từ. Dương Bách Xuyên nghe Hoàng Phủ Vân Phi nói vậy thì bật cười, không giấu gì Hoàng Phủ đạo hữu. Dương mỗ còn có một chuyện cần gia tộc Hoàng Phủ giúp đỡ. Hoàng Phủ Vân Phi nghe thế thì sững người, hắn hiểu được ý của Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên đang nhắc tới bốn chữ gia tộc Hoàng Phủ mà không phải là Hoàng Phủ. Hoàng Phủ chỉ là một cá nhân, còn gia tộc Hoàng Phủ đại biểu cho toàn bộ dòng họ, xem ra đây không phải chuyện nhỏ. Hắn lập tức thận trọng nói, không biết Dương đạo hữu có chuyện gì, cần tới gia tộc Hoàng Phủ ta giúp đỡ. Dương Bách Xuyên híp mắt nói, xin gia tộc Hoàng Phủ quản lý thành tinh thần, kiểm soát phủ thành chủ, không biết gia tộc Hoàng Phủ có thể giúp được chuyện này không? Những lời này của Dương Bách Xuyên khiến cho hắn kinh sợ. Gia tộc Hoàng Phủ và phủ thành chủ đã tranh đấu vô số năm, có lúc nào là không muốn thay thế Lệ gia? Rất lâu về trước, lâu tới mức mà tổ sư gia của tinh thần môn vẫn chưa khai phái, chưa lập gia thành tinh thần. Gia tộc Hoàng Phủ bọn họ chính là thổ dân của thành tinh thần. Thật ra, khi đó thành tinh thần chỉ là một cái trấn nhỏ, gia tộc Hoàng Phủ cũng chỉ là một gia tộc tu chân nhỏ bé. Sau này, tinh thần môn được thành lập, khai thác mở rộng thành tinh thần, Lệ gia trở thành thành chủ của thành tinh thần. Mấy nghìn năm trôi qua,
gia tộc Hoàng Phủ cũng lớn lên, trở thành một đại gia tộc tu luyện, thân là dân bản địa của thành tinh thần, sao lại can tâm để cho Lệ gia làm chủ thành tinh thần. Nhưng không can tâm thì có thể làm gì được, mấy nghìn năm trước, sau lưng của Lệ gia chính là tinh thần môn, tông môn thống trị hàng vạn dặm tinh thần. 5.000 năm trước, tinh thần môn gặp đại họa, bị Thiên Nguyên Tông tấn công gần như diệt môn, làm cho gia tộc Hoàng Phủ len lói hy vọng, bọn họ vốn tưởng Lệ gia là một nhánh dưới tinh thần môn, tất nhiên sẽ giúp tinh thần môn chống lại Thiên Nguyên Tông, nhưng sự thật là, Lệ gia không hề giúp đỡ tinh thần môn. Ngược lại còn thỏa thuận với Thiên Nguyên Tông, điều này càng làm củng cố địa vị phủ thành chủ, bao năm qua, Lệ gia nắm giữ truyền tống trận của thành tinh thần, thu được biết bao tài nguyên của cải linh thạch. Sau đó thành lập viện cúng dường, khuếch tán thế lực, điều này khiến cho gia tộc Hoàng Phủ không thấy được hy vọng. Gia tộc Hoàng Phủ cũng từng nghĩ tới việc đấu tranh với Lệ gia, nhưng bọn họ biết Lệ gia có một vị lão tổ tọa chấn, mà gia tộc Hoàng Phủ lại không có vị cao thủ nào, đấu không lại Lệ gia. Đấu không lại không có nghĩa là gia tộc Hoàng Phủ không muốn lật đổ Lệ gia. Nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, Hoàng Phủ Vân Phi hít mắt lại. Ánh mắt hắn đầy sát khí nhìn Dương Bách Xuyên chằm chằm, ngươi rốt cuộc là ai? Lẽ nào ngươi muốn chia rẽ, để hai đại gia tộc thành tinh thần chém giết lẫn nhau sao? Dương Bách Xuyên thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Hoàng Phủ Vân Phi thì bật cười, hắn nhìn được từ ánh mắt của Hoàng Phủ Vân Phi, gia tộc Hoàng Phủ rất có hứng thú với việc thay thế địa vị của Lệ gia, chỉ là đang đợi cơ hội, đợi thời cơ có thể đối phó được với Lệ gia. Nếu như không phải biết rõ Lệ gia và gia tộc Hoàng Phủ không hợp nhau, Dương Bách Xuyên cũng sẽ không nói như vậy. Nghe Hoàng Phủ Vân Phi nói hắn đang chia rẽ hai gia tộc của thành tinh thần, Dương Bách Xuyên không nhịn được cười, Hoàng Phủ đạo hữu, chúng ta nói thẳng đi, ai chẳng biết Lệ gia và gia tộc Hoàng Phủ không hợp nhau. Ta tìm huynh muội hai người tới là để nói một chuyện, tinh thần môn bị Thiên Nguyên Tông phong ấn 5.000 năm, nhưng, người của tinh thần môn không bị diệt sạch, sau 5.000 năm. Một vị sư tổ khai phái tinh thần môn đã hủy diệt Thiên Nguyên Tông. Hiện tại, tinh thần môn sẽ quay trở lại cai quản vùng đất này, Lệ gia ha ha, .coi như là thanh lý môn hộ, ta có thể nói cho ngươi biết, sau khi Lệ gia diệt vong, tinh thần môn đương nhiên sẽ phải tìm một gia tộc mới vào ở phủ thành chủ, cai quản thành tinh thần, ta nói cơ hội này cho Hoàng Phủ Đạo Hữu, còn lựa chọn như thế nào Hoàng Phủ Đạo Hữu cứ trở về cân nhắc. Nếu ngày mai nghe được động tĩnh gì từ phủ thành chủ, ta hy vọng gia tộc Hoàng Phủ đừng bỏ lỡ cơ hội, ta chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi, Hoàng Phủ đạo hữu cứ yên tâm, nếu không tin thì sau khi ra khỏi cửa, hãy quên đi. Hoàng Phủ Vân Phi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì sắc mặt không ngừng thay đổi, một lúc lâu sau hắn nhìn Dương Bách Xuyên nói, mạn phép hỏi Dương đạo hữu, tu vi phân thần cảnh của người có thể đánh thắng được địa tiên nhị chuyển không? Hỏi xong. Hoàng Phủ Vân Phi nhìn chăm chú vào ánh mắt của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên có chút hoảng hốt, hắn hiểu, Hoàng Phủ Vân Phi cho hắn một luồng tin tức, hoặc nói đúng hơn là một lời hai nghĩa. Hoàng Phủ Vân Phi đang nói cho hắn biết, Lệ gia có một vị địa tiên nhị chuyển, mà câu một phân thần cảnh còn con có thắng được địa tiên, không phải đang hỏi mà là muốn biết thế lực sau lưng hắn có nắm chắc sẽ đánh được địa tiên nhị chuyển hay không. Sau khi nghe vậy, Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, một phân thần cảnh như ta đương nhiên đánh không lại địa tiên nhị chuyển. Nói đến đây, Dương Bách Xuyên cố ý kéo dài giọng. Ánh mắt Hoàng Phủ Vân Phi lóe lên một tia thất vọng. Nhưng hắn lại nghe Dương Bách Xuyên nói tiếp, mặc dù ta không đánh thắng được địa tiên nhị chuyển, nhưng, một đại thừa kỳ chắc là có thể, ý ngươi thế nào? Hoàng Phủ Vân Phi. Hoàng Phủ Vân Phi sáng mắt lên. Hắn biết địa tiên nhất chuyển so ngang với độ kiếp kỳ, địa tiên nhị chuyển tương đương đại thừa kỳ, so sánh như vậy thì đại thừa kỳ tất nhiên mạnh hơn, bởi vì mặc dù địa tiên nhị chuyển đồng cấp với đại thừa kỳ, nhưng dù sao thì địa tiên cũng chỉ là tán tiên, một tu chân giả độ kiếp thất bại chuyển tu. Nhưng đại thừa kỳ lại là tu chân giả vượt qua độ kiếp, hàng thật giá thật, hơn nữa còn có một cơ thể cường đại, đây là điều mà một tán tiên không thể so sánh, thế nên tất nhiên là đại thừa kỳ mạnh hơn địa tiên nhị chuyển. Hoàng Phủ Vân Phi không tin cái gì mà trưởng bối sư môn hủy diệt Thiên Nguyên Tông, bởi vì hắn chưa từng thấy. Nhưng sau Dương Bách Xuyên dứt lời, hắn phất tay, trên bàn xuất hiện hai miếng ngọc bội, một là ấn ký, miếng còn lại là lệnh bài tử kim của Tử Lâu Tinh Thần. Là một gia tộc của thành tinh thần, Hoàng Phủ Vân Phi đương nhiên nhận ra,
hai miếng ngọc bội này đại biểu cho lâu chủ thần bí của Tử Lâu Tinh Thần Lâu Hải Đường. Mặc dù hắn chưa từng gặp Lâu Hải Đường, nhưng lão tổ nhà hắn đã từng giao đấu với Lâu Hải Đường, từ đó hắn mới biết được Lâu Hải Đường là tu sĩ đại thừa kỳ. Dương Bách Xuyên lấy ra lệnh bài tử kim, đủ để chứng minh hắn đã lấy được sự ủng hộ của Lâu Hải Đường, nếu như có Lâu Hải Đường ủng hộ thì có khả năng Lệ Gia sẽ bị tinh thần môn thanh lý môn hộ. Hoàng Phủ Vân Phi cũng biết rõ thân phận của Dương Bách Xuyên, hắn là người của tinh thần môn, thời gian trước, tinh thần môn đã giết chết hơn 100 tu chân giả của ngũ đại nhị lưu, khi đó có tin đồn tinh thần môn xuất hiện một sư tổ trẻ tuổi, người đó chắc chắn là Dương Bách Xuyên. Sau khi nghĩ như vậy, trong lòng Hoàng Phủ Vân Phi bắt đầu sục sôi, sự việc trọng đại, điều này đối với gia tộc Hoàng Phủ mà nói thì chính là một cơ hội, vừa rồi Dương Bách Xuyên đã nói, nếu ngày mai nghe được Phủ Thành Chủ có biến, hy vọng gia tộc Hoàng Phủ sẽ không bỏ qua cơ hội, có nghĩa, ngày mai tinh thần môn sẽ ra tay với Lệ Gia. Ý tứ của Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, nếu như gia tộc Hoàng Phủ muốn trở thành chủ của thành tinh thần thì ngày mai, bọn họ phải ra mặt giúp đỡ, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội. Muốn có được thì phải trả giá, tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Sự việc quan trọng như vậy, Hoàng Phủ Vân Phi không ngồi yên được. Hắn đứng dậy ôm quyền với Dương Bách Xuyên, trong nhà còn có việc quan trọng, ta xin cáo từ, đa tạ Dương đạo hữu đã chiêu đãi, mai, ngày mai Hoàng Phủ chúng ta sẽ cho người tới mời đạo hữu tới Hoàng Phủ ra làm khách, cáo từ. Dứt lời, hắn kéo tay muội muội Hoàng Phủ Vân Hà nhanh chóng rời khỏi. Dương Bách Xuyên nhìn bóng lưng rời đi của huynh muội Hoàng Phủ thì bật cười, hắn lẩm bẩm, muốn có được thì phải trả giá. Có nắm được cơ hội hay không thì phải xem lựa chọn của mấy người rồi, nếu như không được thì vị trí thành chủ thành tinh thần, ta tự ngồi cũng không phải là không được. Ngay lúc này, miếng ngọc giản bên hông Dương Bách Xuyên phát ra ánh sáng. Hắn lấy ra, rót chân nguyên vào, giây sau, hư ảnh Lý Phượng Ngọc xuất hiện trước mặt hắn. Đây là truyền tấn phù cao cấp, có thể truyền hư ảnh. Bái kiến tổ sư thúc. Hư ảnh của Lý Phượng Ngọc hành lễ với Dương Bách Xuyên. Các ngươi vào thành rồi. Dương Bách Xuyên hỏi thẳng. Hồi bẩm sư tổ, chiều nay đã vào thành rồi, bây giờ mới liên lạc với sư tổ là vì ta đã tìm một gã đệ tử lưu lạc bên ngoài tinh thần môn. Hắn vẫn luôn ở phủ thành chủ, lần này tìm hắn là để nghe ngóng tình hình hiện tại của Lệ Gia. Lý Phượng Ngọc nói. Đưa đệ tử đó tới Tử Lâu tinh thần gặp ta, những người còn lại thì khoan hãng hành động. Dương Bách Xuyên nghĩ ngợi, hắn vẫn nên bàn bạc với Lý Phượng Ngọc đã. Vâng, thưa sư tổ. Chấm chấm chấm. Mấy phút sau, Lý Phượng Ngọc dẫn theo một lão giả xuất hiện trong phòng Dương Bách Xuyên. Đệ tử bái kiến tổ sư thúc. Sau khi Lý Phượng Ngọc tiến vào, nàng và lão giả cùng hành lễ. Ánh mắt Dương Bách Xuyên nhìn về phía lão giả, hắn nhìn ra tu vi của người này là độ kiếp sơ kỳ. Không cần đa lễ. Mặc dù nói như vậy nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn lão giả như cũ. Tổ sư thúc, người này tên Chu Nguyên, là đệ tử lưu lạc bên ngoài của tinh thần môn, trong mấy nghìn năm qua hắn chuyển tới Lệ Gia, hiện tại đang là quản sự thành, phụ trách cửa thành phía Bắc. Lý Phượng Ngọc giới thiệu sơ lược qua cho Dương Bách Xuyên biết. Chu Nguyên, người nói cho tổ sư thúc biết tình hình hiện tại của Lệ Gia đi. Lý Phượng Ngọc nói. Chu Nguyên bái kiến tổ sư thúc, 5.000 năm trước. Chu Nguyên mới chỉ là một đệ tử nhỏ bé của tinh thần môn, năm đó khi tinh thần môn gặp đại hoạn, ta đang ở thành tinh thần, xem như là tránh được một kiếp, qua bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng vào được đội thành vệ phủ thành chủ. Lời mà Chu Nguyên nói không khác mấy so với những gì mà Dương Bách Xuyên nghe ngóng được từ Tử Lâu tinh thần, tóm lại chỉ bằng một câu, dã tâm của Lệ Gia quá lớn, muốn khiến cho Lệ Gia lại quy thuận tinh thần môn là điều không thể. Mà trong lời kể của Chu Nguyên có một chi tiết quan trọng. Đoàn thị vệ của Lệ Gia có 1.000 người, đa số tu vi của họ là phân thần cảnh, trong đó có 10 tiểu đội trưởng là cảnh giới hợp thể, 4 đại đội trưởng là độ kiếp kỳ. Chu Nguyên là một trong những đại đội trưởng, còn cung phụng viện của Lệ Gia có thập đại cung phụng, đây mới là sức mạnh của Lệ Gia, thập đại cung phụng thấp nhất là độ kiếp sơ kỳ, cao nhất là độ kiếp đại viên mãn. Bọn họ đều là những tán tu được cung dưỡng bằng lượng lớn linh thạch vơ vét được, Chu Nguyên còn nghe ngóng được. Lệ Gia còn có một vị lão tổ là địa tiên, nhưng cũng không chắc có phải địa tiên nhị chuyển hay không. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe xong thì liền hiểu, không khác lắm so những gì mà hắn nghe ngóng được,
không thể coi thường thế lực to lớn như Lệ Gia, theo như phân tích của Chu Nguyên thì Lệ Gia đây là đang chuẩn bị tự mình làm chủ vùng đất tinh thần, năm đó khi thỏa thuận với Thiên Nguyên Tông, bởi vì khi đó thế lực của Lệ Gia đã không nhỏ, thế nên Thiên Nguyên Tông cũng không muốn xé mặt với Lệ Gia, đồng ý cho Lệ Gia tiếp tục tiếp quản thành tinh thần. Nhưng mà Lệ Gia vẫn phải cống nạp cho Thiên Nguyên Tông 5 phần lợi nhuận, trái lại tinh thần nguyên sẽ không gây trở ngại cho Lệ Gia. Cứ như vậy, qua 5.000 năm, thế lực của Lệ Gia ngày càng khuếch đại, trở thành một thế lực ngang hàng với tông môn nhất lưu. Sau khi nghe tin Thiên Nguyên Tông diệt môn, Chu Nguyên nghe ngóng được tin tức, Lệ Gia chuẩn bị tự mình tranh đoạt trăm vạn lý vùng đất tinh thành. Còn về tin tức tinh thần môn xuất hiện, người của Lệ Gia lại không hề quan tâm. Hiện tại bọn họ chỉ đợi ngũ đại tông môn nhị lưu tiến đại chiến với tinh thần môn, đến khi đó Lệ Gia sẽ làm ngư ông đắc lợi. Đúng là một kế hoạch tốt, căn nguyên của tinh thần môn, Lệ Gia đã quên từ lâu, lần này tinh thần môn tới Lệ Gia, nhất định là một trận đẫm máu. Kể xong, Chu Nguyên nhìn Dương Bách Xuyên nói, tổ sư thúc, mặc dù ta đã rời khỏi tinh thần môn nhiều năm, nhưng ta là một cô nhi được tinh thần môn nuôi dưỡng, với ta thì tinh thần môn chính là nhà. Nhưng ta vẫn có điều muốn nói. Dương Bách Xuyên đương nhiên biết rõ Chu Nguyên muốn nói gì, hắn cười nói, có chuyện gì, cứ việc nói thẳng. Chu Nguyên nhìn Dương Bách Xuyên rồi đáp, đối mặt với Lệ Gia, chưa nói tới việc Lệ Gia có địa tiên hay không, chỉ riêng thập đại độ kiếp kỳ, mặc dù độ kiếp sơ kỳ chiếm hơn phân nửa, độ kiếp đại viên mãn có một vị, nhưng cho dù là như vậy, ta vẫn cảm thấy hiện tại, đây không phải là thế lực mà đệ tử tinh thần môn có thể lay chuyển được. Chỉ bằng, chấm CSI bằng sư tổ đưa các đệ tử về núi, phòng ấn tu luyện thêm mấy ngàn năm, đến khi đó lại thu thập Lệ Gia sau, như vậy không tốt hơn hay sao? Ha ha ha, Dương Bách Xuyên nghe xong thì cười lớn. Hắn cười một lúc lâu mới ngừng, híp mắt nhìn Chu Nguyên à, ở Lệ Gia lâu quá nên ngươi cũng quên mất gốc đúng không? Một câu bất thình lình của Dương Bách Xuyên khiến Chu Nguyên thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh. Chu Nguyên đã khôi phục lại ánh mắt như thường, đệ tử không hiểu ý của tổ sư thúc. Ha ha, ngươi không hiểu, hay là không muốn hiểu? Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, một là ngươi xem thường vị tổ sư thúc là ta đây, ngươi che giấu rất tốt đấy, có thể lừa được qua mắt Lý Phượng Ngọc, nhưng không lừa được ta đâu. Có phải Lệ Gia sớm nhận được tin tức tinh thần môn tới thành tinh thần, thế nên phái ngươi tới để thăm dò, sau đó mang cái danh thập đại cung phụng gì đó ra để chúng ta biết khó mà lui. À, dẹp đường về núi, để tinh thần môn phong ấn mấy nghìn năm nữa, nghe thì có vẻ không tệ, nhưng sợ là đợi mấy nghìn năm sau khi Lệ Gia đã không phải là Lệ Gia nữa, mà chính là chủ nhân của vùng đất tinh thần rồi. Để ta đoán xem nhé, có lẽ thập đại cung phụng gì đó của Lệ Gia là thật, nhưng 10 độ kiếp thì có hơi phóng đại rồi, còn thêm cả một độ kiếp đại viên mãn, quả thực là khiến người ta sợ hãi, nếu như là người bình thường thì sẽ tin những lời chân thành này của ngươi mà rút lui. Sau đó quay về núi phong ấn, tới lúc đó, Lệ Gia chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng có thể giải quyết được vấn đề trước mắt, có đúng không? Hơn nữa, có khả năng ngươi chính là một trong thập đại cung phụng của Lệ Gia, 1.000 thành vệ, cái này thì ta tin, nhưng người đảm nhiệm chức đội trưởng đều là độ kiếp kỳ, người định lừa quỷ à, người cho rằng tu sĩ độ kiếp là rau cải trắng hay sao? Đại thiên kiếp mà dễ vượt qua như vậy. Nếu ta đoán không nhầm thì tứ đại đội trưởng cùng lắm thì cũng chỉ ở cảnh giới hợp thể, vậy thì thập đại cung phụng của Lệ Gia chẳng phải trò cười hay sao? Thập đại tu sĩ độ kiếp, ngươi còn dám nói phét, muốn dọa ta hay sao? Ngươi nghĩ ta cũng bị phong ấn mấy nghìn năm trong núi sao? Hoặc nói đúng hơn là, hơi cho rằng một phân thần cảnh còn con không giết được tu sĩ độ kiếp sơ kỳ như ngươi. Mỗi một câu nói của Dương Bách Xuyên đều khiến sắc mặt Chu Nguyên thay đổi. Tới cuối cùng, trên trán Chu Nguyên đã toát đầy mồ hôi hột. Dương Bách Xuyên nói xong câu cuối cùng, khí tức của Chu Nguyên bỗng dưng tăng mạnh, hắn ta đánh một chưởng về phía Dương Bách Xuyên, giống như chó cùng rứt dậu sau khi bị nhìn thấu âm mưu. Tìm chết! Lý Phượng Ngọc bên cạnh hừ lạnh một tiếng, một tia sắc lạnh lóe lên, ngực Chu Nguyên xuất hiện một lỗ máu. Nắm đấm đang vung về Dương Bách Xuyên dừng lại giữa không trung, xoát thần hồn của hắn ta. Dương Bách Xuyên híp mắt, hắn lạnh lùng ra lệnh cho Lý Phượng Ngọc. Chu Nguyên có tu vi độ kiếp cảnh sơ kỳ, Lý Phượng Ngọc thế mà lại là tu vi độ kiếp cảnh trung kỳ, giữa hai người bọn họ dường như chênh lệch chỉ một cảnh giới nho nhỏ. Thế nhưng ở giai đoạn tu luyện hậu kỳ, chênh lệch một cảnh giới nhỏ sẽ là một kiểu chênh lệch khác nhau một trời một vực lớn.
Mà Dương Bách Xuyên thì thầm cảm ơn Bình Càn Khôn đã ban cho mình một đôi mắt càn khôn, thấy rõ hết thảy mọi thứ. Từ lúc Chu Nguyên tiến vào, Dương Bách Xuyên đã muốn dò xét Chu Nguyên, muốn xem thử Chu Nguyên này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ban đầu thật ra Dương Bách Xuyên không quan tâm lắm, dù sao hắn ta cũng là người Lý Phượng Ngọc đưa tới, còn nói là đệ tử tinh thần môn lưu lạc ở bên ngoài, nhưng sau khi nhắc đến việc Chu Nguyên nhiều lần gặp khó khăn rồi sau khi đến phủ thành chủ, Dương Bách Xuyên mới để tâm. Thật ra, ngay từ đầu Chu Nguyên giảng giải tuy đã làm cho Dương Bách Xuyên ít nhiều có hơi nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là lúc Chu Nguyên nói, trong viện tế tư của Lệ gia có 10 nhân vật lớn, tu vi thấp nhất cũng đều là độ kiếp cảnh sơ kỳ, có tên đại tế tư càng là độ kiếp cảnh đại viên mãn, Dương Bách Xuyên dùng ngay càn khôn nhãn để nhìn Chu Nguyên. Kết quả dưới càn khôn nhãn nhìn chăm chú lại phát hiện tần suất nguyên thần của Chu Nguyên nhảy rất nhanh. Lúc này Dương Bách Xuyên biết ngay Chu Nguyên đang nói láo. Cẩn thận nghĩ lại cũng hiểu, 10 đại tế tư độ kiếp cảnh. Thật sự cho rằng độ kiếp cảnh là rau cải trắng hay sao, hay là nói tu sĩ độ kiếp cảnh đã tràn lan khắp tu chân giới rồi. Trăm vạn dặm vùng núi tinh thần nghe rất lớn, nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ tu chân giới cũng chỉ là một địa phương nhỏ mà thôi, mà tu sĩ độ kiếp cảnh đã xem như tiến vào hàng ngũ tu chân cao cấp. Cấp bậc này tùy ý ra ngoài cũng có thể đi khai tông lập phái rồi. Làm sao có thể tụm lại ở một gia tộc tu chân làm tế tư mà cung phụng chứ? Hai chữ cung phụng, nói dễ nghe thì gọi là cung phụng, nói khó nghe chính là người khác bỏ tiền ra mời đến trông coi nhà cửa cho người ta. Tu vi có thể đạt tới độ kiếp cảnh, thậm chí đối với một người trải qua thử thách của thiên kiếp, ai sẽ ở lại một gia tộc tu chân làm một tế tư chứ? Vẫn còn một điều. Chu Nguyên cuối cùng nhận lời bảo Dương Bách Xuyên mang theo người của tinh thần môn trở về tinh thần môn tiếp tục phong bế sơn môn, trốn ở bên trong để tu luyện, quả thực là giết tâm. Mỗi tội chưa nói rõ, ôi chao các ngươi tranh thủ thời gian đi trốn đi, cao thủ Lệ gia nhiều lắm, người ta trở tay là có thể tiêu diệt các ngươi, hiện tại sớm làm theo thì cả sơn môn chỉ là con rùa rụt cổ, nhưng ra mặt kiểu gì cũng đưa tới họa sát thân. Để tinh thần môn lần nữa đóng cửa. Nghe luôn mồm thì nói là suy nghĩ cho tinh thần môn, nhưng suy nghĩ kỹ lại lời nói của Chu Nguyên thì chính là lưỡi dao cứa vào tim. Tinh thần môn vất vả lắm mới đi ra ngoài được sau thời gian 5.000 năm phong ấn, mà Thiên Nguyên Tông cũng đã bị diệt môn biến mất, năm đại môn phái hạng 2 đi tìm tinh thần môn gây sự nhưng đều bị Dương Bách Xuyên giết chết hết. Mắt thấy tinh thần môn một lần nữa có cơ hội đứng đầu khắp trăm vạn dặm vùng đất tinh thần, Chu Nguyên lại muốn cho tinh thần môn tự phong ấn lần nữa. Điểm này đừng nói tới Dương Bách Xuyên, phản ứng lớn nhất là Lý Phượng Ngọc, bị phong ấn ròng rã suốt 5.000 năm, lúc trước trong đại kiếp, hơn trăm đồng môn bị phong ấn trong sư môn, sống sót vẻn vẹn chỉ có Lý Phượng Ngọc và Thương Vũ Tình, cửu nữ, nàng có thể hiểu rõ sự đau khổ khi bị phong ấn. Sau khi nghe Chu Nguyên nói, Lý Phượng Ngọc suýt chút nữa đã bộc phát, chẳng qua lại bị ánh mắt của Dương Bách Xuyên ngăn lại, chờ sau khi Chu Nguyên nói xong, sát ý sớm đã ngập tràn trong lòng Lý Phượng Ngọc. Lúc Dương Bách Xuyên thu hút sự chú ý của Chu Nguyên, Lý Phượng Ngọc chuẩn bị tốt việc một trường giết chết Chu Nguyên, Dương Bách Xuyên ra lệnh, Chu Vân bị Lý Phượng Ngọc giết chết tại chỗ. Lúc này nàng mới biết Chu Nguyên chính là người Lệ gia phái tới, đang đánh vào tâm lý. Nếu thật sự nghe Chu Nguyên nói trở về tinh thần môn, hơn nữa còn tự phong bế trong núi mấy trăm năm, đến lúc đó sợ là Lệ gia đã sớm làm chủ trăm vạn dặm dãy núi tinh thần. Làm không tốt tinh thần môn sẽ lại bị Lệ gia phong ấn hoàn toàn ở ngoài cửa núi, đến lúc đó tinh thần môn sẽ thật sự diệt vong. Cho nên Lý Phượng Ngọc ra tay với Chu Nguyên quả thực là để chút giận, một đòn giết chết, đồng thời còn siêu hồn Chu Nguyên. Vốn tưởng là tìm được một đồng môn cũ của tinh thần môn, không ngờ lại tìm ra được một tên nội gián. Điều này làm cho Lý Phượng Ngọc vừa sợ vừa giận. Nàng ra tay với Chu Nguyên không chút lưu tình. Mà Dương Bách Xuyên thì suy đoán, Lệ gia hoàn toàn không cường đại như vậy, cùng lắm là thế lực lớn mạnh hơn môn phái hạng 2 là Linh Thiên Kiếm Tông kia một chút, nếu không cũng sẽ không để Chu Nguyên đến đánh vào tâm lý của bọn họ. Hù dọa bọn họ đừng tìm Lệ gia gây phiền phức, nếu mà đi, về sau sẽ bị Lệ gia chém giết thẳng tay, còn có đủ cường giả có thể áp đảo tất cả. Cho nên càn khôn nhãn của Dương Bách Xuyên quan sát Chu Nguyên đang nói chuyện. Cộng thêm suy đoán trong lòng là có thể biết Lệ gia không cường đại đến vậy. Điểm này chờ sau khi Lý Phượng Ngọc siêu hồn với Chu Nguyên, quả nhiên đã được chứng thực.
Lý Phượng Ngọc nhìn Chu Nguyên hóa thành cho tàn, đối mặt với Dương Bách Xuyên, nàng xấu hổ nói, suy đoán của ngươi và tổ sư thúc không khác nhau là bao, Lệ gia vốn dĩ không hề có 10 tên đại tế tư độ kiếp cảnh. Bản thân Chu Nguyên chính là một trong những tên tế tư cung phụng Lệ gia, trong trí nhớ của hắn ta, cả gia tộc Lệ gia cộng thêm gia chủ tổng cộng mới có 3 cao thủ độ kiếp cảnh, ngược lại hợp thể cảnh còn lại có 8 người nhưng đều không đáng lo. Chỉ có một vị lão tổ Lệ gia trong trí nhớ của Chu Nguyên quanh năm bế quan, chính là Địa Tiên Nhị Chuyển. Dựa theo ký ức của Chu Nguyên mà nhìn, Lệ gia hiểu rõ việc tinh thần môn chúng ta xuất sơn nhưng không đoán ra tinh thần môn chúng ta rốt cuộc có tồn tại cao thủ hay không, cho nên để Chu Nguyên tới tiếp xúc với ta, chỉ là muốn khoanh vùng chúng ta lại, hù dọa chúng ta mà thôi. Hiện giờ xem ra Lệ gia chỉ có vị Địa Tiên Nhị Chuyển quanh năm bế quan kia là khó đối phó, những người còn lại không đáng lo. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vừa cười vừa nói xem ra Lệ gia cũng sợ tinh thần môn, nếu không cũng sẽ không để Chu Nguyên đến tấn công tâm lý chúng ta, đúng rồi, 3 vị độ kiếp cảnh của Lệ gia là tu vi gì? Chu Nguyên cùng một người khác là độ kiếp sơ kỳ, Chu Nguyên này cũng chưa vượt qua đại lễ thiên kiếp, chỉ có một người khác là tu sĩ độ kiếp cảnh sơ kỳ vượt qua thiên kiếp, tu vi gia chủ Lệ gia chính là độ kiếp cảnh trung kỳ, nhưng ta có thể đối phó. Lý Phượng Ngọc nói. Nói cách khác Chu Nguyên này đã chết, cao thủ độ kiếp cảnh của Lệ gia chỉ còn 2 người, một tên là tế tư độ kiếp cảnh sơ kỳ, một tên khác là gia chủ Lệ gia độ kiếp cảnh trung kỳ đúng không? Dương Bách Xuyên nói. Đúng vậy tổ sư thúc, những tên hợp thể cảnh và phân thần cảnh còn lại tuy nhiều nhưng cũng không đáng nói, duy nhất không đối phó được chính là lão tổ Lệ gia Địa Tiên Nhị Chuyển, e là chúng ta không có cách nào. Lý Phượng Ngọc cười khổ. Một tên Địa Tiên Nhị Chuyển mà thôi, yên tâm đi. Ta có cách, sáng sớm ngày mai lập tức đến Lệ gia, nhất định phải tóm chắc Lệ gia, mà ta còn phải tìm gia tộc Hoàng Phủ. Dương Bách Xuyên nói lại chuyện gặp gỡ huynh muội Hoàng Phủ Vân Phi cho Lý Phượng Ngọc nghe. Tổ sư thúc, gia tộc Hoàng Phủ sẽ ra tay sao? Lý Phượng Ngọc hỏi, nàng luôn cảm thấy gia tộc Hoàng Phủ sẽ không mạo hiểm làm vậy. Yên tâm đi, đây là cơ hội của gia tộc Hoàng Phủ, bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn họ cũng sẽ không còn cơ hội nào khác. Ta tin là ngày mai người của gia tộc Hoàng Phủ sẽ tới. Ánh mắt Dương Bách Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài sắc trời đã sáng. Xuất phát đi, Dương Bách Xuyên lên tiếng, đi ra khỏi quán trọ tinh thần. Thành tinh thần rất lớn, phủ thành chủ Lệ gia càng lớn thế, chiếm cứ một ngọn núi trong thành, tương đương hẳn với một thành nhỏ. Sau khi Dương Bách Xuyên và Lý Phượng Ngọc đi ra quán trọ tinh thần, Thương Vũ Tình cửu nữ và Thú Ngũ Hành đã chờ tại cổng quán trọ. Hôm qua, Dương Bách Xuyên ở quán trọ tinh thần rất nổi bật, đã lọt vào tầm mắt của các thế lực khắp nơi, lúc hắn đi ra khỏi quán trọ, ánh mắt của các thế lực khắp nơi bắt đầu truyền tin thông báo cho nhân vật đứng sau. Có người muốn cướp bóc Dương Bách Xuyên, có người muốn dạy dỗ Dương Bách Xuyên, cũng có người nghĩ kết giao với hắn. Một thanh niên trong con hẻm nhỏ cách quán trọ tinh thần không xa khởi động truyền tấn phù, sau một khắc hư ảnh đã xuất hiện trước mắt Lệ Bách Trì. Thiếu gia. Tiểu tử kia đã ra khỏi quán trọ tinh thần. Tên thanh niên này hiển nhiên là thủ hạ của Lệ Bách Trì. Theo dõi chặt chẽ cho ta, nếu hắn ra khỏi thành thì lập tức thông báo cho ta, bổn thiếu gia muốn cho hắn đẹp mắt. Vâng, thiếu gia yên tâm, ta đã bố trí nhân thủ bốn phía, hắn trốn không thoát được đâu. Cùng lúc đó, gia tộc Hoàng Phủ cũng nhận được tin, giờ phút này ở trong đại sảnh nghị sự của gia tộc Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Vân Phi quay qua nhìn gia chủ Hoàng Phủ Bá Thiên nói, cha, Dương Bách Xuyên sau khi ra khỏi quán trọ đã đi thẳng về phía phủ thành chủ, xem ra hắn không lừa gạt con, hơn nữa thuộc hạ còn báo tin, ở bên cạnh Dương Bách Xuyên xuất hiện một con yêu thú, khí tức cực kỳ cường đại, còn có một nữ nhân trung niên có vẻ là tu sĩ độ kiếp cảnh trung kỳ, còn có 9 nữ tử khác, 8 người là phân thần cảnh đại viên mãn, một người là hợp thể cảnh. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ một chút. Chẳng may đó là cái bẫy thì sao đây? Nếu như để Dương Bách Xuyên trực tiếp tiến vào phủ thành chủ, vậy thì cũng không khác gì, nếu tiểu tử kia có thể mời lâu chủ lâu hải đường của quán trọ tinh thần ra tay, vị lão tổ nào đó của Lệ gia lại không đáng để lo nữa, cho bảo thuộc hạ theo dõi chặt chẽ, một khi Dương Bách Xuyên tiến vào phủ thành chủ, tất cả đệ tử phân thần cảnh trở lên của gia tộc Hoàng Phủ toàn bộ tới đó, đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Vâng, con tự mình đi theo dõi. Hoàng Phủ Vân Phi nói.
Toàn bộ thành tinh thần trong tối ngoài sáng đều để mắt tới Dương Bách Xuyên, rất nhiều người không biết Dương Bách Xuyên muốn làm gì, sau nửa canh giờ, mọi người mới biết được mục đích của Dương Bách Xuyên là phủ thành chủ. Phủ thành chủ thành tinh thần độc chiếm một ngọn núi, dưới chân núi có sơn môn tráng lệ, ba chữ phủ thành chủ khắc phía trên. Thật khí phách, Dương Bách Xuyên nhếch miệng nói. Chủ nhân, sau này chúng ta cũng có thể chuyển tới nơi này ở chứ, ta nhìn thấy rất nhiều đồ ăn ngon. Suốt một đường đi tới, thú ngũ hành chảy nước miếng. Nơi này vốn nên thuộc về tinh thần môn, chính là một điểm dừng chân của tinh thần môn ở thành tinh thần mà thôi, có thể rời đi quá lâu. Hôm nay cố gắng thật tốt, chúng ta thu hồi tòa phủ đệ này, ngày sau mỗi ngày ngươi có thể đến thành tinh thần làm kẻ tham ăn rồi. Dương Bách Xuyên nói với thú ngũ hành. Growl growl, bản vương sẽ cố gắng hết sức, chủ nhân yên tâm, ai dám không phục, bản vương một hơi nuốt hắn. Mắt thú ngũ hành tỏa sáng. Đối với việc thú ngũ hành tự xưng bản vương, Dương Bách Xuyên đã coi như thành thói quen, tùy nó đi, nói đến thực lực của thú ngũ hành quả cũng xứng với hai chữ bản vương nó tự xưng. Đừng nhìn tu vi thú ngũ hành mới so được với độ kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực chân chính lại có năng lực áp chế tu sĩ độ kiếp cảnh trung kỳ, đại chiến với độ kiếp cảnh hậu kỳ, thậm chí đấu với địa tiên cũng không kém. Cái tên dị thú thiên địa thú ngũ hành không phải gọi không, nói thật, hiện tại sức chiến đấu của Dương Bách Xuyên thật sự dựa nhiều vào thú ngũ hành, có tên này bên người hắn có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Thậm chí sức chiến đấu của một nửa tinh thần môn đều đến từ thú ngũ hành, dù sao vào phủ thành chủ chiến đấu lệ ra, cuối cùng vẫn phải dựa vào cao thủ tu vi độ kiếp cảnh. Đoàn người dừng lại trước cổng chính phủ thành chủ, binh tướng canh giữ có lẽ đã sớm nhận được tin tức như cường địch sắp tới nên có người đi thông báo từ trước. Dương Bách Xuyên nói với Lý Phượng Ngọc, đưa tông môn lệnh và đại kỳ của tinh thần môn ra, nếu những binh tướng này không nhường, thẳng tay giết mà xông vào. Theo lý mà nói thành chủ lệ ra chính là người tinh thần môn phái đi, nhìn thấy đại kỳ của tinh thần môn và tông môn lệnh, nếu lệ ra không thừa nhận thì chính là phản tông. Mặc dù từ 5.000 năm trước khi Thiên Nguyên Tông tấn công tinh thần môn thì thực ra lệ ra đã phản tông rồi, nhưng tinh thần môn bị phong ấn mấy ngàn năm nay cũng chưa từng quản đến hay là từng tuyên bố chuyện lệ ra phản bội tông môn. Thời gian 5.000 năm qua đi mới làm tiếp chuyện này, mặc dù hơi trễ nhưng có thể chiếm được đại nghĩa, khiến trên lưng lệ ra có một vết như phản tông. Dương Bách Xuyên dẫn người công kích lệ ra lại càng thêm danh chính ngôn thuận với lý do vì đại nghĩa. Lý Phượng Ngọc được Dương Bách Xuyên phân phó, vung tay lên, trong tay xuất hiện một lá đại kỳ đen nhánh, phía trên là một mảnh bản đồ tinh thần đại hải, trong tay kia là một khối lệnh bài màu bạc, phía trên là ba chữ lớn mang nét cổ xưa, tinh thần lệnh. Trừ lệnh bài ra, đại kỳ tinh thần còn là một món chí bảo. Lúc trước Lý Phượng Ngọc lấy ra cho Dương Bách Xuyên xem qua, là bảo vật trấn phái của tinh thần môn. Lúc đầu muốn hiến cho Dương Bách Xuyên, thế nhưng Dương Bách Xuyên lại không cần, để cho Lý Phượng Ngọc trưởng quản, tu vi nàng là độ kiếp cảnh trung kỳ luyện hóa sao trời, đại kỳ mới có thể phát huy ra tác dụng mạnh hơn. Cụ thể đại kỳ tinh thần có thể có uy lực gì Dương Bách Xuyên cũng không biết, chỉ là nghĩ đến uy lực là không nhỏ. Điểm này hắn có thể thấy được vẻ tự tin từ trên mặt Lý Phượng Ngọc. Sau một khắc Lý Phượng Ngọc dùng chân khí lớn tiếng nói với đại môn phủ thành chủ, lệ gia phủ thành chủ thuộc hạ tinh thần môn ở đâu, tổ sư tinh thần môn Dương Bách Xuyên, đương hộ pháp Lý Phượng Ngọc thị sát phủ thành chủ, còn không ra tiếp giá. Câu nói này nói rõ là một hố chết, chính là nói cho tất cả mọi người của thành tinh thần biết, lệ gia phủ thành chủ là một nhánh dưới tinh thần môn, phủ thành chủ cũng là do tinh thần môn bổ nhiệm, hiện tại cấp trên của tinh thần môn đến phủ thành chủ thị sát. Xem thái độ của lệ gia ngươi thế nào. Nếu lệ gia không ra hoặc là không thừa nhận tinh thần môn, vậy thì tiếp theo đương nhiên sẽ danh chính ngôn thuận tuyên bố hủy bỏ địa vị phủ thành chủ thành tinh thần của lệ gia, mấu chốt nhất chính là thanh lý môn hộ. Ngay sau khi Lý Phượng Ngọc hô to, một tiếng hừ lạnh trào phúng vang lên, hừ, tinh thần môn chó má gì đó ta chưa từng nghe qua, người đâu tới bắt mấy kẻ ngông cuồng này cho bổn thiếu gia. Dứt lời. Một người đi ra từ đại môn phủ thành chủ, phía sau là mấy gã tùy tùng chân chó đi theo. Dương Bách Xuyên vừa nhìn thì lập tức vui vẻ, đấy chính là Lệ Bách Trì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.